Trương Siêu xuyên việt Vũ Đức 4 năm, đi tới trường An ngoại Ô Bá thượng, trở thành lão phủ binh chi tử, nhưng hắn lại chỉ muốn làm cái nhàn nhã đại đường hảo địa chủ. Độc giả 656118488 đoạt giải Star Critatin Award 2016 lịch sử xuất sắc tác phẩm. Từ then chốt của tiểu thuyết. Địa chủ tốt Triều Đường không có cửa sổ đạn, địa chủ tốt Triều Đường đao loa toàn tập, địa chủ tốt Triều Đường đọc chương mới nhất. Chương 1 Võ Đức 4 năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Vũ Đức 4 năm sự tình không thể tưởng tượng nổi như thế, rồi lại chân thật như thế. Thật sự là chớp mắt một cái, gà mái già biến thành việc. Nhưng Trương Siêu tin tưởng đây không phải ảo thuật gì, bởi vì một khắc trước hắn còn đang ở thành phố lớn phồn hoa vô cùng, mà lúc này trước mặt hắn lại là vùng ngoại ô hoang dã, đặc biệt là hắn vừa mới rõ ràng là bị vây trong một ngày hè nắng chói chang, hiện tại nơi này lại là băng thiên tuyết địa hôm nay lạnh thật trương siêu ôm eo rụt cổ hai tay gắt gao ôm cánh tay của mình muốn tận lực bảo trụ nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng sói mòn nhưng chỉ dựa vào ống tay áo mỏng manh trên người kia rõ ràng không có tác dụng giữ ấm gì chỉ trong chốc lát ngắn ngủi hàm răng trương siêu đã giao chiến trên dưới trương siêu là một người trẻ tuổi rất bình thường cũng bình thường như tên của hắn nghe nói ở trung quốc có hơn 30 vạn người tên là Trương Vĩ, mà tên là Trương Siêu cũng không thiếu bao nhiêu. dáng người Trương Siêu không tính là cao cũng không tính là thấp, tóc ngắn gọn gàng, không có cận thị, tay áo ngắn bình thường phối hợp với quần dinh cộng thêm đôi giày thể thao, bình thường không thể bình thường hơn. Trương Siêu như vậy, đi trong đô thị lẫn lộn trong đám người cũng sẽ không có người liếc mắt nhìn. Nhưng hiện tại, đám người đối diện Trương Siêu kia lại giống như là nhìn thấy một con gấu trúc đi trên đường phố quả thật, nguyên bản bình thường cực kỳ trương siêu, cùng trước mặt hắn những người này có chút quá không hợp. Trương siêu đối diện, lúc này đứng một đám người, xác thực mà nói là 10 người. Những người này cũng đều tóc đen da vàng, liếc mắt một cái, rõ ràng cũng là người Trung Quốc. Nhưng kiểu tóc và cách ăn mặc của bọn họ cũng có chút kỳ quái, những người này xem tuổi tác cũng đều là người ba bốn mươi tuổi, nhưng lại từng cái từng cái kỳ trang dị phục. Bọn họ đều để tóc dài, buộc tóc như đạo sĩ. Hết lần này tới lần khác lại không mặc đạo bào, mà là có mặt khôi giáp có mặt trường bào, còn đều cầm đao kiếm. Trương siêu đối với áo giáp trên người người mặc khôi giáp kia còn có chút quen mắt, mặc dù tự hộ có chút đơn giản, nhưng hai mảnh đại viên hộ trước ngực kia rất chói mắt, cảm thấy hẳn là minh quan giáp. Người mặc áo giáp này là một độc nhãn, còn có người cầm cung có người cầm đao, thân đao thẳng tắp kia, tự hồ là hoành đao A. Từ vẻ mặt đề phòng và đánh giá của đối phương, Trương Siêu cảm thấy mình đã hiểu tất cả. Xin hỏi, bây giờ là năm nào? Nhìn nhóm này rõ ràng không giống như là chơi cốt play các đại thúc, cộng thêm trước đó đủ loại dị thường, Trương Siêu nhận định mình xuyên qua. Trương Siêu là một người Trung Quốc bình thường thế kỷ 21, nhà ở Thiểm Tây học tập ở Thượng Hải, gia đình cực kỳ bình thường. Trương Siêu năm nay 21 tuổi là một sinh viên vừa tốt nghiệp, tốt nghiệp liền thất nghiệp ở Thượng Hải học 4 năm đại học cực kỳ bình thường, đã quen với Thượng Hải, có thể nghĩ ở thành phố lớn này tìm được một công việc có thể nuôi sống cuộc sống của mình ở Thượng Hải lại không dễ dàng. Cũng may năm thứ hai đại học anh bắt đầu đăng tiểu thuyết nhiều kỳ trên mạng, ngay từ đầu chỉ là sở thích nghiệp dư, sau đó cư nhiên cũng có thể lấy được chút tiền nhuận bút, tuy rằng tiểu thuyết không phải rất hot, nhưng so với ra ngoài thực tập kiếm được thì tốt hơn. Bởi vậy năm tư đại học thời điểm, hắn thậm chí cũng không có nghiêm túc tìm một cái thực tập đơn vị trong nháy mắt năm tư liền qua rồi hắn lấy được bằng tốt nghiệp đi ra sân trường cũng lập tức liền thành một cái dân tự do không thể tưởng được ta bình thường viết xuyên không tiểu thuyết kết quả là chính mình dĩ nhiên xuyên không cảm giác như một giấc mơ nhưng vừa rồi khi hắn bóp đùi mình cũng rất đau hiện tại việc cấp bách chính là phải làm rõ ràng đây là niên đại gì xem ra là trung quốc cổ đại bắt đầu cũng không tệ lắm Trương Siêu đã đông lạnh rung lẫy bẫy, hắn hiện tại đã bất chấp ảo tưởng sau khi xuyên qua muốn như thế nào đại sát tứ phương, ngồi ủng thiên hạ mỹ nữ các loại, hiện tại hắn muốn nhất chính là một kiện áo bông. Rất may mắn, đối diện mười hán tử mặc dù cầm đao kiếm, nhưng rõ ràng không phải cướp. Lúc này đối diện tự hồ nghe rõ. Năm nay là năm Vũ Đức thứ tư. Năm Vũ Đức thứ tư, trong đầu Trương Siêu lập tức nghĩ tới triệu đại tương ứng. Đây không phải là lúc đại đường mới khai quốc sao? Đại đường, chính mình lại đi tới đại đường, hắn lại nhìn về phía mấy hán tử này, Minh Quang Khải, Hoành Đao, Trường Cung. Đúng vậy, Minh Quang Khải cũng không phải là Đường Thập Tam Khải một trong, cái này mình là biết. Tiểu huynh đệ này, nhìn bộ dáng tóc ngắn của ngươi, chẳng lẽ là một vị hòa thượng, một hắc hán cầm cung hỏi. Một hán tử mặt vàng cầm đường đao bên cạnh lập tức nói, cái này còn phải nói sao? vừa nhìn đã biết tiểu hòa thượng vừa xuống núi, xem ra là vẫn đi theo sư phụ tu hành trong núi sâu. Từ cuối tùy tới nay, binh họa liên tục, quả thật không ít người trốn vào thâm sơn tu hành. Tiểu sư phụ, ngươi như thế nào một mình xuống núi, sư phụ ngươi đâu? Trương Siêu không nghĩ tới, những người này ngược lại là cho mình nghĩ một cái thân phận. Bất quá vừa nghĩ, thân phận này quả thật không tệ, đi theo sư phụ ở thâm sơn tỷ thế tu hành tiểu hòa thượng, cứ như vậy chính mình liền không còn là lai lịch không rõ lập tức hắn lập tức xuống dốc nói mình từ nhỏ theo sư phụ ở trong núi tu hành mà không lâu trước đây sư phụ viên tịch sau khi mình mai táng sư phụ phụng di mệnh sư phụ lâm chung xuống núi kỳ thật những lời này của trương siêu cũng là sơ hở chồng chất tỷ như hắn xuống núi trời tuyết lớn vì sao lại mặc áo ngắn tay còn có quần áo trên người hắn cũng căn bản không giống trang phục thời đại này còn có túi kia cũng rất kỳ lạ nhưng mấy vị hán tử kia tự hồ cũng bỏ qua những thứ này, nhìn ra, những hán tử này tuy rằng từng người cầm cung cầm đao, hung thần ác sát, nhưng đối với đệ tử Phật môn tự hồ rất tôn kính. Không đợi trương siêu mở miệng, lão hán một mắt mặt minh quan giáp kia từ trong ba lô của mình kéo ra một kiện áo choàng. Cũng không biết là da động vật gì nhào nặng, tay nghề thập phần thô ráp, thậm chí còn mang theo mùi lạ, bẩn hề hề. Bất quá lúc này Trương Siêu cũng bất chấp ghét bỏ lập tức nhận lấy áo khoác bọc ở trên người, cũng may da này mặc dù bẩn, nhưng đủ lớn, Trương Siêu đem chính mình bọc kín, cả người lập tức liền ấm áp hơn rất nhiều. May mắn gặp được mấy vị đại thúc này, bằng không vừa xuyên qua sẽ bị chó dẫn đi. Hắn nghĩ thầm. Mười vị đại thúc trang phục rất kỳ lạ, kế tiếp nói chuyện với nhau, chứng thực suy đoán của hắn. Những đại thúc này đều là phủ binh, đại đường binh nông hợp nhất quân nhân, nhàn thời vi nông chiến tranh vi binh triều đình cho bọn hắn thổ địa, miễn thu bọn hắn thuê dung thu thuế, mà bọn hắn thì cần tự chuẩn bị giáp khí, tiếp nhận luân phiên nhiệm vụ hoặc là thời chiến bị triệu lên chiến trường. Mà mười ông chú này là một nhóm. Nhóm người này không phải là nhóm tội phạm gì, mà là biên chế trong phủ đại đường, một nhóm chính là mười người. Lão hán một mắt cho hắn gia kia là nhóm trưởng của nhóm người này, bọn họ hiện tại cũng không phải đang đánh trận, mà là vừa đánh trận xong, quân đội đã rút về, tướng quân còn triều phủ binh về phủ đám quân phủ này vội vàng về nhà chiến tranh đã đánh xong cũng không đến phiên bọn họ làm nhiệm vụ bởi vậy bọn họ cùng nhau hồi hương mà trận chiến bọn họ vừa mới đánh xong chính là trận chiến quan trọng nhất đại đường khai quốc thống nhất thiên hạ do con thứ của hoàng đế đại đường tần vương điện hạ tự mình thống lĩnh chỉ huy đại phá đầu kiến đức hạ bắc cùng hà nam vương thế sung trung nguyên đại chiến trận chiến đại đường này hoàn toàn đặt ra thắng cục nhất thống thiên hạ của bọn họ. Tuy rằng Giang Nam cùng Hà Bắc cũng còn có không ít kiêu hùng các cứ, nhưng đã không đủ để sợ hãi. Những phủ binh khải hoàng này đều là người quan trung. Quân đội đại đường lúc này trên cơ bản đều ở quan trung, quan trung thiết lập 12 đạo, mỗi đạo bố trí quân, dưới quân thiết lập phiêu kỵ phủ và xa kỳ phủ. Tiểu sư phụ xuống núi là muốn đi chùa chiền nào treo đơn sao? Lão nhóm trưởng hỏi. Trương Siêu vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn thật vất vả xuyên qua đến đại đường, lại muốn đi chùa miếu làm hòa thượng. Sư phụ nói ta cùng Phật Pháp vô duyên, để cho ta xuống núi hoàng tục. Vậy ngươi hoàng tục chuẩn bị đi đâu? Đi đâu? Trương Siêu nào biết đâu, hắn bây giờ là ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết, hắn trong ví tiền còn có hơn một ngàn khối tiền mặt, mặt khác còn có mấy tấm thẻ, bên trong cộng lại có hơn năm vạn khối tiền, là hắn mấy năm nay viết tiểu thuyết tích góp được tiền nhuận bút, nhưng những này ở đại đường có thể dùng không được. Ngoài ra anh còn có đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, máy tính bản và laptop, nhưng những thứ này ở đại đường cũng vô dụng. Trong túi còn có chút đồ ăn vặt, còn chưa đủ cho hắn ăn hai ngày. Ta không có chỗ để đi. Trương Siêu đành phải thành thật nói. Tôi cũng không về được, trong đầu Trương Siêu lướt qua khuôn mặt cha mẹ, sau này có lẽ không gặp lại bọn họ nữa nếu không, ngươi đi theo ta về nhà trước. Độc nhãn lão ban trưởng nói. Lúc này hán tử mặt đen cầm cung kia ở một bên nói, trương thúc, ta thấy ngươi dứt khoát thu hắn làm nhi tử là được, ngươi dù sao cũng là độc thân một mình, tiểu pháp sư này vừa hoàn tục, lại không có nhà để về, không có chỗ để đi, hai người gom góp một chỗ sống qua ngày là được. Ngươi thu lưu hắn, về sau hắn còn có thể dưỡng lão chăm sóc ngươi. Hán tử đường đau mặt vàng cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Mấy người quan trung phủ binh hán tử khác cũng ngươi một lời ta một câu, rất là nhiệt liệt, đều cảm thấy đề nghị của hán tử mặt đen là một biện pháp tốt. Nguyên lai lão ban trưởng độc nhãn là một lão phủ binh, chẳng những từng làm phủ binh đại đường, cũng từng là phủ binh triều tùy. Năm đó còn tam chinh liêu đông, sau đó đi theo dương quản xuống dương châu, sau khi vũ văn hóa và giết vua, đám tây quân bọn họ đi theo cùng nhau về bắc sau đó Vũ Văn Hóa bị Lý Mật của Ngoã Cương đánh bại, lão nhóm trưởng bị bắt, liền gia nhập Ngoã Cương quân. Về sau Lý Mật bại bởi Vương Thế Sung, hắn lại trở thành thủ hạ của Vương Thế Sung. Sau đó hắn lại đi theo vài tên tướng lĩnh Ngoã Cương thoát ly Vương Thế Sung đầu nhập Lý Đường, làm phủ binh đại đường. Lão ban trưởng chinh chiến nửa đời người, đánh trận nửa đời người, cũng từng cưới vợ sinh con, nhưng cuối đời tùy loạn chiến, cửa nát nhà tan sớm. Sau khi đầu nhập vào Lý Đường, đều chia ruộng, lại có một gia đình, nhưng lại lẻ loi một mình. Tuổi cũng lớn, cũng không có tâm tái hôn. Nghe được đồng bạn bảo hắn thu Trương Siêu làm nhi tử, Trương Thiết thương quả thật động tâm. Trương Siêu mặc dù ở hậu thế rất bình thường, nhưng ở thời đại này lại có vẻ rất cao lớn, cũng rất tráng kiện rắn chắc, mày rậm mắt to, hàm răng cũng bằng phẳng, nhất là giơ tay nhất chân rất khéo léo. Con trai, con nguyện ý không? Ngươi có gì phải do dự, Ngươi hoàn tục xuống núi cũng không quen, nhận Trương Thúc làm cha chẳng phải vừa vặn sao. Đúng vậy, tiểu tử, Trương Thúc sẽ không thua thiệt ngươi. Cùng Trương Thúc trở về nhà, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết phòng tức phụ. Chờ tương lai tiễn Trương Thúc đi, phần gia nghiệp hắn để dành sẽ đều là của ngươi. Hai tử, ngươi nguyện ý không? Trương lão cha vẻ mặt hy vọng hỏi lại. Sách mới truyền lên, cầu phiếu đề cử cầu click A, lão tác giả truyền sách mới cũng rất khẩn trương, đây là một tử quyển sách thứ sáu, cũng là viết tùy đường thời kỳ thứ tư quyển. Trước đó còn có ba bộ khúc tùy đường, tùy mạc, trở về đại tùy và vãn đường, hiện tại quyển sách này viết về thời đại sơ đường, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Hết chương này. Chương 2 Trường An Bá bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Trường An Bá thượng trương siêu đi ra cửa phòng, vào sáng sớm mùa đông có chút tò mò đánh giá trương gia câu. Hắn cùng trương lão ba một đám là tối hôm qua thượng trở lại trương gia câu, bởi vậy ngoại trừ nhớ rõ bọn họ một mực leo dốc ở ngoài, còn lại tự không có ấn tượng gì. Ngày hôm qua đi mấy chục dặm đường vừa lạnh vừa đói, bởi vậy sau khi đến nhà tùy tiện ăn chút lương khô hắn liền buồn ngủ ngủ. Buổi sáng khi tỉnh lại, Trương Siêu mới phát hiện thì ra tối hôm qua hắn ở không phải nhà, mà là một cái hầm trú ẩn hầm động là hầm đất, chỉ có một gian, bên ngoài có một cái sân nhỏ, thập phần đơn sơ. Trương lão tí sáng sớm cũng đã thức dậy, ở bên ngoài chẻ củi. Đầu giường trương siêu đặt một bộ áo vải, áo khoác bằng vải gai, mặt trên còn vá lỗi, nhưng nhìn còn rất sạch sẽ, đoán chừng là quần áo của trương lão cha. Sau khi trương siêu thay xong cũng rất thích hợp, may mắn đây là áo ngắn mà không phải loại trường bào này. Bất quá quần áo quá đơn bạc, Trương Siêu liền đem bộ quần dinh ngắn tay của mình cũng mặc ở bên trong, cuối cùng cầm một miếng vải bọc đầu, cuối cùng cũng khá hơn rất nhiều. Ra khỏi cửa phòng, hắn vốn muốn hỗ trợ trẻ tài liệu, nhưng lão tí lại nói trên tay da mình thịt mềm của hắn không có một cái kén, khẳng định làm không được việc này. Trương Siêu đứng nơi đó hỗ trợ xếp củi đã trẻ xong, liền đi dạo trong thôn. Hắn đã biết thôn này gọi là Trương Gia Câu, cư trú nơi này đa số người cũng không họ Trương, dù sao sau khi đại loạn, dân chúng một lần nữa ổn định lại. Tên thôn cũng có liên quan đến địa hình trong thôn. Trương gia câu cách đô thành trường an của đại đường rất gần, chỉ có 30 dặm đường. Trương gia câu cũng rất nổi danh, gọi là bá thượng, bên cạnh không xa chính là bá thủy. Đây không phải là bạch lộc nguyên đời sau sao. Sau khi đi một vòng quanh thôn không lớn, tổng hợp lại tin tức cha nói với hắn, Trương Siêu đã biết vị trí của Trương Gia Câu mảnh đài phía đông nam trường An kia, Bạch Lộc Nguyên. Cụ thể một chút, hẳn là ở hậu thế địch trại kỳ cùng pháo bên trong khe rảnh kia. Đứng ở thôn hướng nam nhìn lại, phiến cốc câu kia, hình như hẳn là cá voi câu đời sau đi. Hán tử mặt đen cùng trở về ngày hôm qua gánh một gánh thùng nước đi tới, hướng Trương Siêu lộ ra nụ cười. Trương Siêu ngày hôm qua theo hắn một đường trở về, đã biết người đàn ông mặt đen này rất giỏi sử dụng cung, cũng là một thợ săn giỏi cũng là thôn này nhưng không phải họ trương mà là họ kha gọi kha ngũ nghe cha trương nói tổ tiên kha ngũ là người khương lũng hữu sau đó dời đến nơi này vốn bọn họ họ kha bạc sau đó đổi thành họ kha bất quá trương siêu thấy kha ngũ ngoại trừ lớn lên lỗ mãng một chút lời nói cử chỉ cũng không khác gì người hán bình thường kha ngũ thúc con sông kia tên là gì trương siêu cười hỏi hắn gọi là sông gì vậy đó chính là một cái rảnh rảnh tắm rửa, dùng lời kha ngủ mà nói, đến mùa hè, trời nóng, mọi người mỗi khi chạm vạng tối liền cùng nhau đi tắm rửa. dân già, cái rảnh này liền được mọi người gọi là rảnh tắm. khe tắm thật ra là một con sông nhỏ, chảy qua hậu thế lam điền, trường an, bá kiêu, bá thượng do hai mảnh đài loan sát nhau tạo thành, trương gia câu chính là phân cách hai mảnh đài nguyên này, mà toàn bộ bá thượng, đông lân cận bá thủy. Tây Lâm Sản Thủy, Nam Lĩnh Tần Lĩnh, toàn bộ thuộc về huyện Ninh Dân Phủ Kinh Triệu Đại Đường. Cách bá thủy liền nhau phía đông là huyện Ngọc Sơn, phía nam dưới chân núi Tần Lĩnh là huyện Lam Điền. Trên thực tế, ở đời sau, ba huyện này đều kém không nhiều lắm là địa phận huyện Lam Điền. Trước thời đường, huyện Ninh Dân cũng gọi là huyện Bạch Lộc, bởi vì Bạch Lộc vốn có một lượng lớn dân khương được di dời như Kha Ngũ, bởi vậy sau này đổi thành huyện Ninh Dân, tên huyện chủ ý là di dân Cam Túc Ninh Châu mà có tên như vậy. Khe tắm, quả nhiên chính là khe cá voi đời sau, bất quá lúc này khe tắm quả thật có chút nhỏ, nơi này còn không có trải qua đập chứa nước xây dựng đời sau, bởi vậy tích trữ nước không nhiều lắm. Cuối cùng cũng xác định được vị trí hiện tại của mình, tâm tình Trương Siêu có chút tốt. Trương Siêu đi theo Kha Ngũ đi múc nước, vừa đi vừa nói chuyện. Kha Ngũ tuy là người Khương, nhưng tổ tiên bọn họ từ thời kỳ 16 nước liền di dân tới đây, theo hắn nói, khi đó triều đình một lần dời 5.000 hộ dân Khương đến nơi này. Bởi vậy toàn bộ ninh dân huyện, kỳ thật người Khương số lượng rất nhiều, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, đều mấy trăm năm trôi qua, bởi vậy những này người Khương trên thực tế cũng cùng người Hán không khác. Trước khi xuyên qua, thật ra Trương Siêu đã tới Bạch Lộc Nguyên vài lần, trước đây nhà anh ta ở Tây An, cách nơi này cũng không xa, nhiều lần cùng bạn cưỡi ngựa đạp xe tới đây, nhất là khe tắm rửa này, đời sau có thể giáp tranh giữa khu Bá Kiều và khu Trường An, lượng nước của khe cá voi có thể lớn hơn nhiều so với hiện tại, trong khe phong cảnh tú lệ, một năm bốn mùa cảnh tượng khác nhau, núi non hoa nở khắp nơi, mà mùa hè lại cảm giác mát mẻ kéo tới. Còn có không ít thanh tuyền cùng thác nước, xem như tương đối khó có được. Kha ngủ xem như dân bản xứ của trương gia câu, ngược lại cha trương trên thực tế là người từ bên ngoài đến ngủ lại cái thôn này chỉ có mấy chục hộ gia đình có hơn hai mươi phủ binh biên ở cùng một quân phủ bất quá chia làm mấy bang cùng trương siêu trong tưởng tượng có chút bất đồng chính là những phủ binh này bình thường cùng dân chúng bình thường cũng không có gì không giống nhau bọn họ không phải quân hộ mà là dân hộ thời điểm không đánh trận cũng là do quan phủ địa phương quản hạt bọn họ cũng không ở quân phủ doanh địa mà là cùng dân chúng bình thường tạp cư chỉ là bọn họ so với dân chúng bình thường bất đồng chính là ruộng bọn họ trồng không cần nộp cho thuê, cho thuê cũng chính là thuế. khi quân phủ chúng ta không có chiến sự, còn phải phân ban lên túc vệ, bình thường cũng sẽ luân phiên đến quân phủ tham gia tập huấn. Kha ngủ múc đầy hai thùng nước, vác trên vai đi trở về, trong tuyết còn chưa tan chảy, hắn bước đi như bay. Phủ binh đại đường trên cơ bản đều tập trung bố trí ở quan trung và hà đông, đại đường lấy chế độ phủ binh làm chủ bình thường còn phải thay phiên điều động phủ quân các nơi vào kinh túc vệ. Theo khoảng cách khác nhau, quy định thời gian luân phiên. Tỷ như trong 500 dặm năm phiên, chính là cách kinh 500 dặm bên trong thượng phiên quân phủ, binh lính liền chia làm năm bang, một bang một năm phải luân phiên hơn 2 tháng. Xa nhất là 12 phiên, mỗi ca chỉ cần luân phiên một tháng. Bất quá bọn họ ở trên đường hao phí thời gian dài hơn. Ngoài phiên thượng, hàng năm lúc nông nhàn cũng phải tập huấn ngoài ra quân phủ hàng năm phải bảo trì một phần tư phủ binh ở quân phủ thao luyện trấn thủ đây cũng đều là phải thay phiên nhau tới kỳ thật gánh nặng phủ binh cũng không tính là nhẹ nhưng người bình thường muốn làm phủ binh còn không làm được phải là tiểu địa chủ hoặc là tự canh nông chẳng những trong nhà phải có tiền còn phải là trong nhà huynh đệ nhiều trong nhà có tài sản như vậy mới có thể đặt mua áo giáp quân giới la ngựa trong nhà nhiều huynh đệ gánh nặng làm phủ binh mặc dù không nhẹ nhưng cũng là cơ hội hiếm có để đệ tử hàng môn bình thường có thể bằng quân công nhập sĩ, bởi vậy vẫn có rất nhiều người tranh giành muốn làm phủ binh. Trong nhà Kha Ngũ coi như không tệ, huynh đệ cũng nhiều. Mà Trương lão cha tuy là một lão độc thân, nhưng hắn là một lão quân, kinh nghiệm phong phú, đánh trận nửa đời người. Ngũ thúc, Triều đình chia cho các ngươi bao nhiêu ruộng a? À? Nhà tôi chia 18 mẫu. Kha Ngũ trả lời vấn đề này, rõ ràng rất hài lòng với 18 mẫu đất. Nhưng kết quả này lại làm cho Trương Đại cực kinh ngạc, hắn nhớ rõ hình như chế độ quân điền của Đường Triều là mỗi đinh 100 mẫu ruộng, trong đó 20 mẫu ruộng vĩnh nghiệp, 80 mẫu ruộng gì đó. Như thế nào đến phiên phủ binh, lại ngược lại chỉ có 18 mẫu. Kha ngủ nghe xong nghi vấn của Trương Siêu, chỉ cười ha hả. Mỗi đinh quân điền một khoảnh, người nói đó là khoan hương quân điền. Những địa phương đó công điền nhiều nhân khẩu ít, bởi vậy quan phủ có thể dựa theo một đinh trăm mẫu quân điền hạng mức cao nhất đủ để thụ điền nhưng chúng ta nơi này chính là kinh đô và vùng lân cận mười phần hẹp hòi người nhiều đất ít nơi nào có nhiều điền như vậy có thể thụ có thể thụ mười tám mẫu cũng đã phi thường không tôi một người một trăm mẫu chỉ nói giới hạn cao nhất như trương gia câu nơi này vốn là tới gần kinh sư hơn nửa nơi này còn nhiều người mà trương gia câu hết lần này tới lần khác lại là trung giới của hai khối bạch lộc nơi này có rất nhiều khe cốc bởi vậy địa phương tương đối ít thêm vào đó không ít nơi còn có chủ bởi vậy đất chung càng ít kha ngũ gia trước kia cũng có chút đất bởi vậy thời điểm quân điền dân chúng nơi này quân điền là quân điền nhưng đều là công điền nơi này sau khi chia hết các con số cuối cùng khi chia hết còn phải trừ đi ruộng riêng đã có trong tay các địa chủ kha ngủ trong tay nguyên lai còn có 12 mẫu đất, bởi vì vốn phủ binh là có ưu đãi, mỗi người có 30 mẫu đất, bởi vì hắn đã có 12 mẫu, bởi vậy cuối cùng chỉ phân đến 18 mẫu. Mà Trương lão cha vốn chính là không có đất, bởi vậy hắn ngược lại là đủ số phân đến 30 mẫu. 30 mẫu đất, nghe qua không ít, bất quá đất của Trương gia câu so với các thôn trang khác đều kém một chút, hơn nữa kỹ thuật nông nghiệp của thời đại này cũng không phát triển, thu hoạch rộng rãi. Nhất là trương lão ba còn thường xuyên phải lên phiên túc vệ cùng xuất chinh đánh nhau, thường xuyên chậm trễ giờ nông nghiệp. Năm nay đánh bại Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức, mắt thấy thiên hạ cuối cùng cũng thái bình, cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn. Kha ngủ rất lạc quan, cảm thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với thời loạn thế cuối tùy. Lên làm phủ binh, một năm rút ra mấy tháng lên phiên túc vệ cùng huấn luyện trấn thủ, có thể miễn trừ cho thuê bước chân Trương Siêu chậm lại, trong đầu hắn nghĩ rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, Trương Gia Câu mặc dù là dân chúng ngoại ô ở dưới chân hoàn thành, nhưng rất rõ ràng cuộc sống cũng không tốt. Trương Lão Tía đã hơn 50 tuổi, mù một mắt, trên người rất nhiều vết sẹo, nhưng vẫn phải ra chiến trường đánh giặc. Đại đường cho hắn 30 mẫu đất, nhưng thu hoạch ít ỏi, trong nhà chỉ có một lỗ hầm đất, trong phòng ngay cả một bà nương cũng không có. Ít nhất phải lại xây một gian hầm động đi, bằng không hắn về sau cũng không thể lại cùng lão tí chen chút trên một cái giường A, động hầm mới nhất thời không vội, nhưng Trương Siêu cảm thấy có một thứ nhất định phải lập tức xây. Đó chính là giường sưởi. Băng thiên tuyết địa ở trong hầm trú ẩn rách nát còn lọc gió khắp nơi, cả đêm có thể đông lạnh tỉnh lại vài lần. Ở hầm trú ẩn, nhất định phải đặt giường sưởi, bằng không mùa đông này không có cách nào qua, Trương Siêu một mặt hướng về gian hầm trú ẩn kia đi đến, một mặt trong lòng kiên định nói với mình người đường triều hình như còn không biết xếp giường sưởi trương siêu đột nhiên tâm thần khẽ động đây chẳng phải là nói mình tìm được một con đường làm giàu sao không bao lâu nữa tôi sẽ thăng chức tăng lương lên làm tổng giám đốc đảm nhiệm ceo cưới bạch phú mỹ đi lên đỉnh cao của cuộc đời nghĩ lại còn có chút kích động hắc hắc cảm ơn mọi người khen thưởng ủng hộ sách mới trong lúc xin mọi người nhiều bỏ phiếu đề cử ủng hộ hạ cảm ơn hết chương này Chương 3 Cực kỳ vô dụng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 vô dụng trương siêu đi trên đường về thôn, giày dép thoải mái dẫm lên tuyết động còn chưa tan chảy phát ra tiếng vang không xèo xèo, trên mặt tuyết lưu lại một hàng dấu chân. Không có áo lông không có nội y giữ ấm, trên người tràn đầy miếng vá vải bố kẹp áo không ngăn được gió lạnh vù vù trong mùa đông, trương siêu rụng mình một cái, đưa tay đem cổ áo kéo chặt một ít. Trời lạnh và không khí trong lành trương gia câu bao phủ trong tuyết trắng, cây cối trong thôn cũng đều trụi lũi treo băng lăng. Từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về, trương siêu phát hiện cha thật sự rất nghèo. Chỉ có một cái rất trách hầm động, còn chỉ có một gian, đen tuyền. giường tối âm, bàn thấp cũ nát. Hầm động không tới 30 mét vuông, vừa là phòng ngủ cũng là phòng bếp, còn kim cả phòng khách. Vào cửa hầm chính là một cái bếp đất, cũng tối âm, phía trên đặt một cái nồi sắt bên cạnh dựng một cái tủ gỗ cũng tối om om còn thiếu một chân tựa hồ là một cái tủ bát trước cửa bếp còn chất đóng gỗ xẻ cùng với một bó lúa mạch chỗ dựa vào hầm là một cái giường một cái giường gỗ rất đơn giản trên giường chỉ có một cái chăn rất mỏng đệm vẫn là cỏ khô hơn nữa gối đầu vẫn là khúc gỗ tròn nói thật trương siêu cũng không nghĩ tới cha trương nghèo như vậy tốt xấu gì cũng coi như đường đường là một quan quân a lại là bộ dáng nhà chỉ có bốn bức tường như vậy thứ đáng giá duy nhất trong nhà này chính là trang bị của trương lão tía ở bên giường có một cái giá gỗ trên giá mặc áo giáp của trương lão tía một cái áo giáp sáng loáng chà lau hai cái gương đồng hộ tâm ở bộ ngực áo giáp sáng đều có thể dùng làm gương thiết thương cùng hoành đao cung tiễn của lão tía đều đặt ở một bên một cái chinh chiến nửa đời mấy chục năm lão binh gần già rồi ngoại trừ trên người kia đầy vết thương cũng cũng chỉ còn lại có cái này bộ chiến giáp cùng vũ khí làm bạn với hắn, chứng kiến hắn. Trương Siêu rất cảm kích lão tía, mình cũng khổ như vậy, lại còn hảo tâm mang mình trở về, còn muốn thu mình làm nhi tử. Nếu là gặp gỡ những người khác, phỏng chừng sẽ không hảo tâm như vậy. Nói không chừng chính mình còn phải nghĩ như thế nào giải thích lai lịch của mình đây. Nghĩ tới đây, Trương Siêu thật sự rất cảm kích lão tía, cũng hạ quyết tâm muốn nơi này an thân đặt chân. Lão tía còn ở cửa bổ vật liệu, mùa đông đến, phải chuẩn bị nhiều một ít củi để khô ráo. Trương siêu dự định hỗ trợ làm điểm tâm, nhưng hắn đứng ở trong phòng đánh giá một hồi lâu, lại không tìm được lương thực trong nhà ở đâu. Cha, lương thực trong nhà ở đâu, để con nấu cơm. Lão tía dừng rìu lại, đói. Đói thì nấu cơm ăn, lương thực ở trong đàn bên cạnh tủ bát. Lúc này trương siêu mới phát hiện, bên cạnh cái tủ bát đen thui kia còn có một cái bình. Không chú ý còn tưởng rằng đó là một cái bình dư chu chứ. Trương Siêu mở ra, phát hiện bên trong có một túi lương thực, có thể xách túi lên, bên trong lại trống không. Năm Vũ Đức thứ nhất, cha bỏ Vương Thế Sung đầu nhập đường. Năm Vũ Đức thứ hai, Tuy tần vương lý thế dân chinh chiến Hà Đông lưu Vũ Chu, năm Vũ Đức thứ ba đến năm Vũ Đức thứ tư, luôn tác chiến với Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức ở Hà Nam, hàng năm chỉ có thời gian nghỉ binh rất ngắn về nhà. Nhất là năm nay bắt đầu từ tháng 2 vẫn đánh tới tháng 10 hiện tại. Trên thực tế, Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức tuy rằng đều bị thảo diệt hoặc hàng hoặc chém, nhưng bộ hạ cũ của Đậu Kiến Đức là Lưu Hắc Thác lại làm loạn ở Hà Bắc, cho tới bây giờ đã khôi phục lại đại bộ phận cũ của Đậu Kiến Đức. Lão Tý tuy rằng chia 30 mẫu ruộng, nhưng liên tục ở bên ngoài tác chiến, căn bản không có thời gian trồng trọt, ruộng đất đều là cho người khác thuê trồng, nhưng hôm nay là sau khi đại loạn khai quốc mới bắt đầu người của trương gia câu cũng nhiều bao nhiêu ít mỗi đinh đều có hai ba mươi mẫu đất, dưới tình huống thiếu trâu thiếu ngựa, đất nhà mình cũng không để ý tới. Thêm vào đó năm nay còn hạn hán, bởi vậy cho dù bá thượng trương gia câu ở Bình Nguyên Quang Trung, sản lượng ruộng cũng không cao. Cha, lương thực đâu? Mang theo túi lương thực không, trương siêu rất bất đắc dĩ hô với cha ngoài cửa. Không nghĩ tới chính mình một xuyên qua tới, chẳng những phải chịu lạnh, còn phải chịu đói a. À. Trong vài một chút lương thực cũng được sao? Sao vậy? Chuyện gì, lát nữa ta đến kha ngủ ra lấy điểm, buổi chiều ta đi quân phủ lĩnh điểm. Lão tía ngược lại rất bình tĩnh. Hắn buông rìu xuống, vỗ tay đi vào nhà. Ngươi chờ ta, ta đi lấy chút lương thực sẽ trở lại. Lão tí nói xong sách túi mì rời đi. Trương siêu đứng ở trong phòng, có chút ngẩn người. Hắn đến từ hậu thế, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ vì vấn đề ăn cơm ưu sầu, cũng không nghĩ tới thật đúng là phải đến tình huống mượn lương thực sống qua ngày. Ngay người một hồi, hắn đi tới bên giường, nơi đó để túi sách của hắn. Lão tía không hề động đậy, một cái ba lô hai vai. Mở túi, bên trong có một máy tính sách tay, một máy tính bảng, máy ảnh, còn có sạc, sạc bảo bối, còn có điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền, tai nghe, thuốc lá, bật lửa, còn có một chai nước hoa, một gói khăn giấy, còn có kẹo cao su, kính mắt. Dây số liệu, USB, sổ ghi chép, mấy cây bút còn có mấy quyển sách tạp chí. Cuối cùng còn tìm được một hộp bao cao su. Càng lật siêu việt có chút im lặng, bình thường thật đúng là không có phát hiện, trong túi của mình cư nhiên chứa nhiều đồ như vậy. Giao cạo, giao quân đội Thụy Sĩ, ô dù, gương, đường trơn, la bàn và một cặp kính viễn vọng và một cái bình giữ nhiệt một gói sô cô la. Còn có một đôi giày và một bộ quần áo để thay đồ. Cộng thêm bộ quần áo giày dép trên người hiện tại, cùng với chiếc đồng hồ trên tay, điện thoại di động trong túi. Trương Siêu phát hiện đồ mình mang đến thật sự là không ít. Mấy thứ này, lấy ra một hai thứ đến Trường An, phỏng chừng có thể đổi chút tiền đi. Trương Siêu nghĩ thầm, không nói cái khác, chỉ là mặt gương đơn giản kia, người đại đường hẳn là chưa từng thấy qua thứ gì cao cấp như vậy chứ mười mấy đồng mua tấm gương nhỏ, mang đến trường an không chừng sẽ trở thành tấm gương lưu ly bảo kính hiếm có nào đó. Không nói đổi một vạn tám ngàn vàng bạc, đổi một vạn tám ngàn cân lương thực, cũng có thể chứ. Trong lòng Trương Siêu không khỏi có chút ảo tưởng. Bất quá ngược lại hắn lại thu hồi kích động nhỏ trong lòng, bộ dáng này của mình, nếu mạo hiểm cầm một món đồ hiếm lạ như vậy đi trường an giao dịch, chỉ sợ giống như là một hài đồng cầm một khối hoàng kim rêu rao khắp chợ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a. À. Một mặt gương nhỏ, ở đại đường lại có thể là trân bảo. Trương Siêu bỏ đi ý niệm kia, hắn tiếp tục nhìn đồ trong túi, mỗi một thứ đều không hợp với thời đại này. Cho dù là một cặp kính, cũng phi thường đặc biệt a. À. Không được, mình đối với thời đại này còn hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm lấy những thứ này ra. Nghĩ tới đây, Trương Siêu lại thu đồ vào trong túi ngay cả chiếc đồng hồ trong túi cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Đem trong túi cái kia điện thoại di động lấy ra, có chút chưa từ bỏ ý định dơ lên lắc lắc, vẫn là không có nửa điểm tín hiệu. Cười khổ hai tiếng, Trương Siêu tắt máy, bỏ vào túi sách. Đóng khóa kéo lại, khóa mật mã lại, Trương Siêu nhét túi xuống dưới giường. Ngoại trừ dưới giường, hắn tạm thời cũng không có chỗ khác nhét, cũng may lão tía vẫn không động qua túi của hắn, về sau phỏng chừng cũng sẽ không đi lật lão tía còn chưa có trở về, nhàn rỗi vô sự trương siêu bắt đầu đánh giá trong nhà cái giường này đến. Giường gỗ đơn giản, không có đệm chăn, đã lâu không có người ở, bởi vậy còn mang theo mùi mốc ẩm ướt. Tuy rằng mùa đông trường an không ẩm ướt lạnh lẽo hơn giang nam, là khô lạnh, nhưng buổi tối chỉ lót cỏ khô đắp chăn mỏng vẫn là quá lạnh a, à, phải đặt giường sưởi. Đối với một người phương Bắc mà nói, giường sưởi tuyệt không xa là gì, có lẽ những đô thị kia đã không rõ ràng lắm những thứ này, nhưng trương siêu là rất rõ ràng lũy một cái giường sưởi cũng không khó đốt kháng cũng không phế được quá nhiều củi lửa hầm động không tính là lớn nhưng ở bên trong đặt giường sưởi vẫn là đủ rồi trương siêu trước kia khi còn bé trong nhà đã có kháng đối với lũy kháng hắn cũng gặp qua rất nhiều lần rất quen thuộc hắn thậm chí cũng không cần vẽ cái gì trong đầu lập tức liền có một bộ kết cấu đồ giường sưởi cũng không tốn bao nhiêu tiền cùng chút bùn vàng đánh gạch đất phơi khô là có thể dùng. Có gạch đất chính hắn cũng có thể lũy kháng, lũy kháng thêm lũy ống khói cũng không khó, kháng lũy tốt lại biên cái chiếu kháng là được rồi. Cũng không cần bếp lò cùng giường sưởi tương liên, trực tiếp ở dưới giường sưởi giữ lại miệng bếp là được, chính là ống khói kia phiền toái một chút, phải sửa ở bên ngoài phòng, còn ít nhất phải sửa cao 4 mét. Gạch đất cũng tương đối tốn thời gian và công sức. Lão tía hừ một tiếng, xách nửa túi lương thực trở về. Kha ngủ trong nhà lấy nửa túi thóc, mặt khác còn cân hai cân mì trắng, sáng nay chúng ta ăn không ủy thác. Trương siêu đối với không nhờ vả là cái gì có chút không rõ ràng lắm, nhưng nhìn lão tí bắt đầu cùng mì nhào bột, liền cũng đoán ra phỏng chừng là mì ăn liền. Người thiểm Tây thích mì, cho dù là ở đường triều, cũng là mì là chính. Thời đại này không có mì sợi cơ chế gì, dân chúng bình thường kỳ thật mì cũng ăn ít, chớ nói chi là mì sợi. Ăn mì trắng, đó đều là một lần xa xỉ cực hiếm có. Hơn nữa muốn ăn mì, toàn bộ phải làm thủ công, tự mình nhào bột sau đó tự mình cán bột cắt bột. Tay nghề của cha không tệ, tức giận một mạch ha thành, bột mì trắng cuối cùng cán thành một tấm da mỏng, sau đó dùng dao phay cắt thành từng sợi từng sợi. Biết đốt lửa không? Lão tí cười hỏi. Hiểu rồi. Trương Siêu ngồi xuống trước kháng bắt đầu nhóm lửa, nhưng chờ hắn ngồi xuống lại phát hiện không biết bắt đầu từ đâu. Trong tay kéo một thanh lúa mạch, nhưng nên lấy cái gì đốt? Bật lửa. Diêm. Chính hắn ngược lại là có cái bật lửa, còn là cái kim loại đấy, dùng tốt còn đẹp mắt. Nhưng dân chúng đại đường nên dùng cái gì để châm lửa? Hỏa thạch ở nơi đó. Lão tía ánh mắt vẫn chú ý nơi này, đúng lúc vì hắn chỉ điểm sai lầm. Trương siêu đưa tay lấy ra hai tảng đá trong một cái lỗ nhỏ trên tường hỏa thạch, đây chính là vật dẫn lửa của dân chúng. Nhìn thấy hai tảng đá này, Trương Siêu Ngược lại lập tức biết dùng như thế nào. Nhưng khi hắn bắt đầu gõ lên về sau, lại phát hiện sự thật cũng không dễ dàng, gõ hơn 10 cái, sao hỏa thỉnh thoảng bắn lên, nhưng chính là dẫn không tới. Củi lửa có thể hơi ẩm, để ta đi. Lão tí nhìn không nổi nữa, đi tới tiếp nhận liềm lửa, bóp 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 vài cái, sao hỏa bắn lên củi lửa, sau đó một ngọn lửa sáng lên, lão tí bắt đầu phòng má thổi lửa trợ đốt, ngọn lửa càng cháy càng lớn. Cuối cùng lửa cũng cháy. Trương siêu vội vàng cầm cán lúa mạch thêm vào trong bếp, cũng không tới hai cái, một trận khói lăn ra, tiếp theo lửa cương nhiên tắt. Trương siêu đối với trong bếp phòng má ban mạnh thổi, kết quả kia khói hung hắn nước mắt đều rơi xuống, nhưng lửa chính là không tới. Cuối cùng vẫn là lão tí lần nữa xuất thủ, cầm lấy kìm lửa chọn vài cái, lại thổi vài cái, hỏa hô kéo lại đốt lên. Khi lửa bắt đầu cháy, hãy chậm lại và đừng thêm quá nhiều củi. Trương Siêu có chút buồn bực ngồi ở chỗ đó, không nghĩ tới chính mình đường đường một cái xuyên việt giả, lại ngay cả hỏa cũng đốt không tốt. Ông tự nói với mình, điều này không thể trách tôi, thật sự là bếp này không tốt. Lúc nhỏ tôi cũng từng đốt bếp, nhưng đốt tốt hơn thế này nhiều. Bếp này thật sự khó đốt lúc này hắn mới có công phu cẩn thận đánh giá cái bếp này trương siêu phát hiện cái bếp này quả thật không được bếp trước đây trong nhà trương siêu đều dễ nấu hơn bếp này sau này sau khi hắn lớn lên còn phổ biến một loại bếp tiết kiệm củi dễ nấu hơn hơn nữa còn tiết kiệm củi hiệu suất càng cao xem ra không riêng gì phải xếp giường sưởi ngay cả cái bếp này cũng phải cải tạo một chút a à. lão tía cái này bếp không tốt lắm đốt ta biết có loại bếp càng tiết kiệm củi còn tốt hơn đốt, nếu không, chúng ta đem trong nhà bếp sửa một chút đi. Chạy cầu phiếu đề cử, cầu sưu tầm. Hết chương này. Chương 4 Kiếm tiền phương pháp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Cách kiếm tiền lão tí đang từ trong vải nước hướng trong nội sắc thêm nước, văn ngôn cười nhìn về phía hắn, là trước kia cùng sư phụ ngươi ở trong núi lúc dùng sao lão tí tự hồ thật sự đối trương siêu nói qua cùng sư phụ tại thâm sơn tị thế cư trú sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Ừm, bếp kia cũng là sư phụ ta tự mình làm, quả thật dùng tốt. Tốt đốt tiết kiệm củi, còn không có khói, nhóm lửa căn bản sẽ không tắt, có thể tiết kiệm hơn một nửa củi. Trương siêu ngược lại không có khoa trương, trương siêu nhà bếp không có sữa trước kia, đun sôi một nồi nước ước chừng muốn 15 đến 18 phút, nhưng sữa lại tiết kiệm củi bếp sau, Đun một nồi nước chỉ cần 12 phút, hơn nửa tiết kiệm hơn một nửa củi lửa. Bếp không phải đều như vậy, không cần phải sửa đi, cứ như vậy đốt là được. Trương lão cha là cái võ nhân, hiện tại lại là cái quá vợ phu, đối với những này cũng không phải quá để ý, bình thường đều như vậy đốt. Trương Siêu muốn đổi bếp, không chỉ để sau này mình nhóm lửa thuận tiện hơn, mà là hắn cảm thấy đây là một cơ hội buôn bán a, à, lương thực dư trong nhà cũng không phải mượn cuộc sống này trôi qua không tốt à huống chi còn chỉ có một gian hầm động như vậy hiện tại trương siêu cũng là một phần tử của nhà này hắn hy vọng cuộc sống trong nhà có thể trôi qua tốt hơn một chút có thể ăn mì trắng ở phòng lớn nhưng chỉ dựa vào trồng trọt với kỹ thuật sản xuất thời đại này không thực tế lắm lão tía ngươi nói nếu là chúng ta bếp sữa tốt thật có thể dễ đốt lại tiết kiệm củi ngươi nói ngươi nguyện ý dùng không đương nhiên nguyện ý dùng Lão tí đem từng sợi mì sợi đã cắt xong kéo thành từng miếng từng miếng nhỏ, vừa kéo vừa ném vào trong nồi. Trương siêu nhìn ra, cái này cái gì mà mì đường triều không ủy thác, nguyên lai chính là một cái canh mì mà. Vậy ngươi nói có tốt như vậy tiết củi bếp, nhà người khác nguyện ý sửa không? Có tốt mọi người đương nhiên cũng nguyện ý dùng tốt, lão tía gật đầu, đầu năm nay nấu ăn nấu cơm cũng không có bếp gas cũng không có nồi cơm điện, tất cả đều phải nấu bếp củi quanh năm suốt tháng phải đốt rất nhiều củi lửa. Người nông dân hàng năm phải tốn rất nhiều thời gian lên núi đốn củi, mà những người thành thị kia, bọn họ đốt củi cũng chỉ có thể mua. Nông dân còn có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ đốn củi hoặc đốt lúa mạch, nhưng đối với người thành phố mà nói, đó cũng là một khoản chi không nhỏ. Thậm chí không ít hạ nhân bình thường đều lấy đốn củi làm nghề phụ, lúc rảnh rỗi đốn củi sau đó đưa vào thành phố bán. Trương Siêu cười hắc hắc, lão tía bây giờ cũng là mùa đông trong ruộng cũng nhàn rỗi trong núi cũng phong tỏa mọi người nhàn rỗi cũng không có cái gì thu nhập ngươi nói chúng ta có cái này kỹ thuật đi giúp người ta sửa bếp cái này không phải cũng có thể kiếm chút tiền sao mà người khác sửa bếp mới về sau cũng có thể tiết kiệm thật nhiều củi lửa còn tiết kiệm thời gian đâu cái này không phải hay tốt sao ngươi muốn dựa vào cái này kiếm tiền trương lão cha ngược lại là có chút ngoài ý muốn trong tay kéo mì sợi tốc độ cũng chậm lại. Trương Siêu cũng không che giấu suy nghĩ của mình, kiếm tiền, cải thiện cuộc sống, sống cuộc sống tốt hơn. Trương Lão Phụ càng nghe càng kinh ngạc. Thật sự có bếp tiết kiệm tốt như vậy, hơn nửa người biết xếp. Sẽ. Trương Siêu không sợ. Bếp kiểu cũ từ cấu trúc mà nói, rất không hợp lý, đốt cháy không hoàn toàn, tính giữ ấm kém, tổn thất nhiệt lớn, cho nên hiệu suất tương đối tương đối thấp khuyết điểm lớn nhất chính là cửa bếp lớn và cửa bếp lớn hơn nữa không có hạt bếp có một số thậm chí không có ống khói treo lửa cũng cao bếp củi tỉnh kiểu mới lại biến thành bếp nhỏ thêm bếp nhỏ và ống khói treo lửa cũng thay đổi thấp loại cấu trúc này tương đối hợp lý có một hệ thống thông gió hoàn chỉnh để củi có thể cháy đầy đủ hơn đặc biệt là còn tăng thêm tầng giữ nhiệt và vòng ngăn lửa kéo dài rất nhiều lộ trình và thời gian xoay vòng của khói nhiệt độ cao trong bếp khiến cho tổn thất nhiệt lượng giảm bớt. Thiết lập hạt bếp cũng khiến cho tro củi có thể kịp thời rơi vào phòng xám, khiến cho trong bếp duy trì thông gió tốt, tăng thêm dưỡng khí. Tiết kiệm bếp củi chủ yếu là từ ba khía cạnh để đạt được tiết kiệm năng lượng, để đốt cháy nhiên liệu đầy đủ hơn, truyền nhiệt và cách nhiệt tốt hơn, cộng với việc sử dụng tốt hơn của nhiệt dư. Trương Siêu đem đủ loại đặc điểm của bếp mới, dùng lời nói mà cha có thể nghe hiểu được giải thích một phen lão tía thật cao hứng nở nụ cười. Hoa hoa, nói thật đúng là có chuyện như vậy. Không nghĩ tới, một bếp lò cũng có nhiều chú ý như vậy, sư phụ ngươi nhất định là người không dạy nổi. Nhất pháp thông, bách pháp thông, sư phụ nghiên cứu qua cách vật chi học. Trương Siêu cũng không tiện giải thích một cái ẩn cư thâm sơn hòa thượng, như thế nào sẽ đi nghiên cứu cải tiến bếp lò, liền chỉ có thể dùng loại này trang bức từ ngữ giải thích. Nói rất đúng, nhất pháp thông bách pháp thông quả nhiên là cao nhân trương siêu cười hắc hắc gãi đầu được rồi lát nữa ta sẽ gọi mấy người kha ngủ tới đây cùng nhau sửa lại bếp này theo cách của ngươi nếu đến lúc đó bếp mới thật sự linh hoạt như ngươi nói vậy cũng có thể thành một chuyện lão tía ngươi nói bếp thật tốt dùng lời nói đổi một cái bếp thu bao nhiêu tiền thích hợp lão tía tiếp tục kéo mì cho vào nội cười mắng nhìn ngươi không giống như là hòa thượng ngược lại giống như là một thương nhân, đầu óc cũng quá không khéo. Còn thu tiền, dùng thật tốt, đến lúc đó hương thân nguyện ý sửa bếp, liền đi hỗ trợ sửa bếp. Dù sao mùa đông cũng nhàn rỗi không có việc gì, giúp người sửa bếp, một ngày kiếm hai bữa cơm ăn là được rồi, còn thu tiền gì, đều là hương thân, chúng ta không thể quá chui vào mắt tiền. Trương Siêu có chút trận mắt khá hốc mồm. Chỉ kiếm một ngày hai bữa cơm ăn lão tía ngươi cũng quá giản dị quá mức đi sửa bếp cũng không riêng gì làm chút việc thể lực a à, trong này bao hàm kỹ thuật a à. vẫn là kỹ thuật độc nhất vô nhị sửa xong bếp đây chính là tiết kiệm củi lửa cùng thời gian a à. củi chẳng lẽ không phải là tiền thời gian chẳng lẽ không phải là tiền cái này sao có thể gọi là chui vào mắt tiền chứ đây là thù lao lao động hợp lý a à? lão tía giúp trong thôn hương thân sửa hay không thu tiền không quan hệ nhưng người ngoài ta cũng không biết a. À, nếu là bọn hắn cũng muốn sửa, ta hẳn là thu hay là muốn thu. Ta cũng không phải tiền tốt, chỉ là muốn kiếm chút tiền đem chúng ta hầm động này tu sửa một chút, nếu là có thể lại cho ngươi tìm cái thích hợp nữ nhân làm bạn, không tốt hơn nha. Nói với ngươi cái này, ngươi nói những thứ vô dụng kia làm gì? Dân chúng thời đại nông nghiệp cổ điển tự cung tự cấp, chính là giản dị, không có lo lắng lợi ích quá không khéo, sẽ không tiền tài là trên hết bạn không thể nói quan niệm của họ lạc hậu mà phải nói là họ giản dị nhưng có tình người hơn sau giờ ngọ ta đi quân phủ một chuyến lần này xuất chinh trợ cấp tiền lương còn không có lĩnh vừa lúc cũng muốn mua chút thịt cá mua chút quần áo trở về ngày mai làm mấy bàn tiệc rượu mời hương thân còn có thôn chính lý chính bọn họ cùng tới đây chúng ta chính thức nhận phụ tử cũng báo quan phủ đăng ký trương lão tía là người nơi khác nơi này cũng không có trương thị gia tộc những người khác vốn lão tía thu trương siêu làm con, là muốn trải qua tông thị cho phép, cuối cùng muốn đăng ký gia phả thượng. Chỉ là bởi vì cuối tùy chiến loạn, rất nhiều chuyện đều rối loạn. Lão tía một người ở chỗ này, bất quá có chút thủ tục vẫn là không thể miễn. Làm mấy bàn tiệc rượu, mời láng giềng đến cũng là một nhân chứng. Mời quan gia đến, là vì trương siêu lạc tịch mà nhập hộ khẩu. Tiệc rượu này qua đi, trương siêu liền chân chính trở thành trương lão cha nhi tử trở thành trương gia câu một thành viên, cũng sẽ trở thành đại đường đế quốc một gã con dân. Xin giới thiệu vé, các anh em. Hết chương này. Chương 5 Về xa kỵ phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Trở về kỵ phủ không nâng ở trong nồi sôi trào, lão tí bỏ thêm chút muối vào trong nồi, lại bỏ thêm chút khác. Đó là mỡ heo. Dầu dê. Lão tía vừa nói, vừa chọn một miếng nhỏ cho vào nồi dầu dê tự nhiên chính là dầu dê so sánh với mỡ heo hàm lượng mỡ dê cao hơn nữa còn có mùi dê hương vị không ngon hơn nữa ăn nhiều còn dễ béo phì bởi vậy đời sau người ăn rất ít bình thường cũng chính là ở trong một số ít thực phẩm như trà dầu mới có thể thêm vào sao không dùng dầu mè dầu trà hay dầu cải trương siêu hỏi đời sau dầu thực vật mới là đại hành kỳ đạo dầu mẹ đắt lắm, quan to quý nhân mới ăn nổi. Lão tí nói tỉ mỉ, trương siêu mới tính toán rõ ràng, nguyên lai tuy rằng dầu thực vật từ đời Hán đã bắt đầu có, ở Nam Bắc Triều thì có dầu mẹ, dầu yếu, dầu hoa hồng lam, nhưng kỹ thuật ép dầu thực vật còn chưa thành thục lắm, bởi vậy dầu mẹ và dầu thực vật giá cả cực cao, không phải người bình thường ăn nổi. Người bình thường vẫn là ăn bò dê heo các loại dầu động vật. Người nếu là đói bụng, lại bình thường đồ ăn cũng sẽ trở thành nhân gian mỹ vị. Trước kia Trương Siêu cũng là một người tham ăn, thích nhất là các loại mỹ thực, các loại món ăn Nam Bắc, thậm chí là các loại đồ ăn vặt phong vị, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ nếm thử. Bát trước mắt này dùng bát gỗ lớn như chậu rửa mặt nhỏ đựng không nâng, thật sự là đơn giản vô cùng, chính là bát mì, ngoại trừ nước chính là một chút muối thô cùng một chút dầu dê. Nhưng Trương Siêu chọn một chiếc đũa đưa đến trong miệng, lại cảm thấy cũng không khó ăn như trong tưởng tượng, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm. Lão tía cũng múc một chậu lớn, một nồi mì liền vừa vặn không còn. Ăn ở cửa. Lão tía bưng chậu mì đi tới cửa, sau đó ngồi sổng xuống, từng ngụm từng ngụm ăn. Trương siêu học theo, cũng đến cửa ngồi sổng ăn. Cửa rộng rãi, người quan trung đều thích ngồi sổng, thậm chí ăn cơm cũng thích ngồi sổng ăn, có ghế có lúc cũng tình nguyện ngồi xổm trên ghế mà không phải ngồi, cho dù đến hậu thế, nông thôn còn có thể phát hiện không ít người quan trung bảo trì thói quen này. Người quan trung thích ăn mì, lúc này người ta lại thích gọi mì là bánh, bánh hấp bánh cắt. Lão tí tuy rằng đều hơn 50, nhưng lượng cơm ăn tốt kinh người, cái chậu mì trương siêu kia phỏng chừng ít nhất có thể chứa 5 cân. Đều nói người thường làm việc thể lực lượng cơm ăn lớn, tham gia quân ngũ cũng lượng cơm ăn lớn lão tía là một lão phủ binh vừa là nông vừa là binh bình thường ăn lương khô tương đối nhiều cũng không có nhiều đồ ăn như vậy để ăn thức ăn phụ ít kim cả dân chúng quan trung cũng có thói quen một ngày ăn sớm muộn hai bữa bởi vậy vốn mỗi bữa cơm lượng liền tương đối lớn trương siêu chỉ ăn chưa tới một phần ba đã cảm giác mình no rồi nhìn hơn nửa bát mì và canh còn lại trương siêu thật sự ăn không vô ăn nhiều một chút bữa tiếp theo phải đến tối Lão tía buông bát xuống, bát kia của hắn đã khô sạch cả mì lẫn nước canh. Nhìn Trương Siêu còn lại hơn nửa chén, nói ra. Ăn no rồi, ăn không vô đâu. Thật no rồi. Hay là đồ ăn ăn không vô? Bình thường sức ăn của tôi cũng không lớn, ăn no thật đấy. Trương Siêu nói xong, lão tía trực tiếp đem hắn bát lớn bưng qua, sau đó chiếc đũa nhổ kéo mì sợi vù vù bắt đầu ăn. Xem lão tía ăn mì. Có lúc thật sự là một loại hưởng thụ, hơn phân nửa bát mì, hắn kêu la một hồi công phu liền cho đều bát vào miệng, sau đó bưng lên chén lớn, từng ngụm từng ngụm uống canh, không có hai cái, mì phiến mang canh liền lại đều khô sạch. Lão tía một mình ăn nhiều mì như vậy, thỏa mãn ăn no. Ăn cơm xong, trời còn sớm. Lão tía cầm lấy một cái khăn quàng lên vai, lại cầm lấy cây súng sắt ở góc tường. Đi thôi, đi quân phủ lĩnh tiền lương cây thiết thương kia của lão tía, nhìn liền phi thường uy vũ. Lão tía, ta tới giúp ngươi khiên súng. Trương siêu trước kia cũng thích những này đau thương kiếm kích, bất quá trong hiện thực không có cơ hội tiếp xúc, chỉ có thể ở trong trò chơi quá đáng nghiền. Nhìn thấy cây trường thương này của lão tía, hắn liền muốn hảo hảo kiến thức. Thiết thương vào tay, trương siêu vốn còn muốn lập tức đùa dẫn hai thương hoa thiếu chút nữa không cầm được. Súng này nặng quá. Lão tía tự hồ đã sớm đoán trước, vừa cười ha ha nhìn bộ dáng trở tay không kịp của Trương Siêu. Cây thương này của ta cũng không phải là thương bình thường, mà là thương sắt. Thương dài một trượng bốn, cán dài một trượng ba, cán thô ba tất bảy phân, lấy gỗ cứng chế thành. Đầu thương hình dẹp, dài bảy tất, dưới thương buộc hồng anh, đuôi cán có đinh sắt, dài ba tất. Đây thật sự là gỗ cứng chế thành. Sao nặng như vậy? Trương Siêu nhìn khẩu súng trong tay, cán súng rõ ràng là sắt. Thương này nặng 15 cân, so với thương mộc bình thường quả thật nặng hơn rất nhiều, nhưng nếu là thanh sắt, cũng không chỉ 15 cân nặng, 4-50 cân đều có thể, người bình thường có thể đùa không nổi. Thương này của ta là dây thép cuốn trên thanh gỗ cứng, như vậy có thể tăng cường độ cứng của chui súng, so với chui trúc mộc bình thường rắn chắc hơn nhiều, lại có thể bảo trì chui súng co giãn. 15 cân, vẫn làm cho Trương Siêu thập phần kinh ngạc. Theo hắn được biết, Bạch Lạp can thương bình thường, cũng chỉ chừng 5 cân. Mà thanh thiết triền thương này, đã có 15 cân, mặc dù không bằng những kia 4-50 cân tấn thiết thương, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, thế nào cũng phải là loại kia sức lực hơn người người mới được. Không thể tưởng được lão tí nhìn cao gầy, lại có thể dùng như vậy thiết thương làm vũ khí. Lão tí nhìn cây thiết thương kia, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Lão tía, thương này khẳng định lai lịch bất phàm, nói một chút đi. Trương siêu bắt được ánh mắt kia, vội hỏi. Đi thôi, trên đường nói. Lão tía mở đường trước, trương siêu khiên thiết thương nặng hơn một trượng 15 cân đi theo phía sau. Thiết thương này, là năm đó Vinh Quốc Công ban thưởng. Vinh Quốc Công Lai Hậu Nhi, Giang Đô Nhân, Tùy Triệu Danh Tướng, Đồng Hán Danh Tướng Lai Hậu Lai Hậu Nhi là một tướng quân tương đối truyền kỳ năm xưa cha mẹ đều mất. Do bá mẫu nuôi nấng, sau khi trưởng thành Đơn Thương độc mã xông vào hiện trường tiệc cưới của kẻ thù, tự tay trước mặt mọi người tay đâm địch nghênh ngang rời đi, sau đó qua sông nương tựa vào Tùy quân, nhiều lần lập quân công, sau đó lại mấy lần chinh Liêu Đông, làm thống soái đường biển. Một lần tấn công tới dưới thành Cao Câu. Lệ Đô. Sau đó theo Dương quản đi du lịch Giang Đô, binh biến bị hại. Làm một đời danh tướng Triều Tùy, binh khí đến hộ nhi chính là một thanh thiết thương một thanh thiết thương chân chính. Lai công sức lực kinh người, cầm trường thương tấn thiết, nặng 45 cân. Cầm thiết thương chinh chiến nhiều năm, khó có địch thủ. Nói đến hộ nhi, lão phụ còn tràn ngập tán thưởng. Năm đó hắn chính là tại lai hộ nhi dưới trướng hiệu lực, nhiều năm đi theo, liên tục chiến đấu Nam Bắc. Bởi vì Lai Hộ Nhi sức lực kinh người lại giỏi dùng thiết thương, bởi vậy Lai Hộ Nhi liền ở trong quân chọn lựa những binh sĩ cao lớn cường tráng kia, sung làm thân vệ bộ khúc của mình, sau đó đều chế tạo cho bọn họ thiết triền thương nặng 15 cân. Chúng ta chỉ có thể dùng 15 cân thiết triền thương, nhưng dưới trướng Lai Công lại có hai người có thể dùng 36 cân thiết thương. Một người là Lai Công Lục Tử Lai Lục Lan, người còn lại là Tần Thúc Bảo Sơn Đông. Tần Thúc Bảo Trương Siêu có thể không rõ đến Lục Lan, nhưng đại danh Tần Thúc Bảo sao lại không biết trương lão cha còn tưởng rằng trương siêu không biết tần thúc bảo là người phương nào cười giải thích với hắn sơn đông tần thúc bảo là đương kim danh tướng tiền triều từng đi theo lai công cùng sơn đông trương tu đà bùi nhân cơ dưới trướng sau lên ngõ cương lại đầu nhập vương thế sung cuối cùng vứt bỏ vương thế sung đầu nhập đại đường năm kia theo tần vương chinh lưu vũ chu năm ngoái cùng năm nay lại theo tần vương chinh phạt vương thế sung cùng đậu kiến đức hiện huân cộng thêm trụ quốc tước phong dực quốc công đảm nhiệm hữu tam thống quân tần vương phủ. Nói đến tần thúc bảo, trong lòng trương lão tía có chút cảm thán. Năm đó khi tần thúc bảo đầu nhập vào thủ hạ hậu nhi, hắn đã là đội chính của đội thiết thương thân vệ đến hậu nhi. Nói đến, tần thúc bảo còn từng là một tiểu binh dưới tay hắn, chỉ là tần thúc bảo người thông minh võ nghệ tốt, rất nhanh liền biểu hiện ra chỗ hơn người, được lai công thưởng thức. Về sau tần quỳnh vì mất mẹ về quê đến hộ nhi thậm chí còn phái hắn mang lễ đi phúng viếng. Sau đó Tần Quỳnh chuyển đến dưới trướng đệ nhất mảnh tướng Trương Tu đã cuối thời tùy, nhiều lần lập chiến công. Từ đó về sau, Lão Tía cùng Tần Quỳnh cũng không có bao nhiêu liên lạc. Lúc gặp lại Tần Quỳnh là sau khi Giang Đô Bình biến Vũ Văn Hóa và giết vua, Lai Hộ Nhi bị giết, sau đó hắn đi theo Vũ Văn Hóa và bắt trở về, sau khi bị Ngõa Cương Lý Mật đánh bại lên Ngõa Cương mới gặp lại phiêu kỵ tướng quân trong trướng của Ngõa Cương Lý Mật, mà khi đó, cha lại trở thành một tiểu ban đầu. Khi Giang Đô binh biến, cha vốn đã trở thành một giáo úy bộ binh. Tùy chế, 10 người một nhóm, 50 người một đội, 100 người một lữ, 200 người một đoàn. Nhóm thiết lập nhóm trưởng, đội thiết lập đội chính, lữ lử thiết lữ soái, đoàn thiết lập giáo úy. Đi lên nửa chính là ưng kích lan tướng, ưng dương lan tướng chờ tướng quân. Giang đô binh biến, lai hộ nhi bởi vì trung thành với dương quảng mà bị giết cha cũng thiếu chút nữa mất mạng, một con mắt trái của hắn chính là ở lần đó mù. Lão cha mạng lớn chưa chết bị vũ văn hóa hòa lôi kéo lên phía bắc, nhưng lại bị giáng xuống làm đại đầu binh. Chờ hắn lên ngoả cương, gặp lại Tần Quỳnh, Tần Quỳnh đã là phiêu kỵ tướng quân trong trướng của Lý Mật, mà lão cha là thủ trưởng trước kia của Tần Quỳnh, lại là một đầu bếp mù một mắt cả người đầy vết thương. Tần Quỳnh điều lão tí đến dưới trướng của mình, muốn cho hắn làm giáo úy dưới trướng của mình bất quá bị lão tía cự tuyệt khi đó lão tía mù một mắt trên người còn có thương tích tâm tình sa sút ngay cả thiết thương cũng đùa không nổi hắn ngay tại dưới trướng tần quỳnh làm một bộ khúc thân vệ bình thường lại về sau tần quỳnh và không ít bộ hạ cũ của ngõa cương bỏ vương thế sung đầu nhập lý đường cha cũng đi theo sau khi đến lý đường cha vốn muốn giải giáp về ruộng như vậy không muốn chinh chiến nữa nhưng thiên hạ chưa định chiến loạn chưa yên khi đó Lý Đường cũng chỉ có liên quan đến hai vùng Trung Hà Đông. Không lâu sau, nơi Lý Đường lập nghiệp Hà Đông còn bị Lưu Võ Chu cướp lấy, trên dưới Lý Đường đều vô cùng coi trọng, hoàng đế Lý Uyên hạ lệnh, điều động lão binh và thanh niên tráng từ toàn bộ quan trung, toàn lực tranh đoạt Hà Đông. Lão cha vốn đã giải giáp không thể không lại khiên lên thiết thương của mình thụ triệu, lần nữa gia nhập quân ngũ, lão cha cũng không có báo ra tên Tần Quỳnh, lão cha một mắt bởi vì có nhiều năm kinh nghiệm quân ngũ, cuối cùng thành ban trưởng. Hà Đông chinh phạt Lưu Vũ Chu, Trung Nguyên thảo phạt Vương Thế Sung, đậu kiến đức, đảo mắt lại đánh thêm ba năm. Trương Siêu thật sự rất kinh ngạc, hắn không ngờ môn thần nổi tiếng thiên hạ Tần Thúc Bảo lại còn từng là tiểu binh dưới tay cha. Ngươi nếu là tìm Tần tướng quân, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi đi. Thúc Bảo có nhân có nghĩa, nhưng lão bất tử này không muốn làm phiền hắn. Lão tí rất bình thản trả lời lão cha thật sự là một nam nhân truyền kỳ từng vì triều tùy bình định qua loạn giang nam vì đại tùy tam chinh quá câu lệ cùng tới hộ nhi vũ văn hóa cập lý mật vương thế sung các danh tướng kiêu hùng nhung mã cả đời đã từng cũng từng làm bộ binh giáo úy mà hiện tại lại chỉ là đại đường quan trung một cái bình thường về phủ ban trưởng nhìn nam tử cao lớn gầy gò này thật không thể tưởng được cả đời này của hắn nhấp nhô như thế quân phủ trương siêu bọn họ đi cách trương gia câu rất gần. Đại đường lấy Hà Đông lập nghiệp, lại lấy quan Trung làm gốc. Quân phủ vệ đại đường lấy phủ binh làm cơ sở quân đội, trên cơ bản tập trung ở khu vực quan Trung. Phân quan Trung làm 12 đạo, dưới đạo thiết quân, dưới quân thiết phủ. Đại phủ 1 hai, trung phủ 1 ngàn, hạ phủ 800 người. Bình nguyên quan Trung không lớn, trải rộng mấy trăm quân phủ. Một bá thượng Bạch Lộc Nguyên, liền trú tại mấy phủ. Phiến đài bá thượng này vốn là đô thành đại đường phía nam Trường An, nhất là ưu thế địa lý từ trên cao nhìn xuống, khiến cho phiến địa phương này cực kỳ quan trọng về mặt quân sự. Bá thượng đông có thể liên đồng quan, nam thông làm điền quan xuất võ quan. Trong huyện Ninh Dân bá thượng, gần như là một xã một quân phủ. Phủ của Lão Tía, ngay tại Bạch Lộc Hương cách trương gia câu năm dặm. Một phủ xa kỵ 800 người, phủ sa kỵ do xa kỵ tướng quân thống lĩnh bất quá Sa Kỳ Phủ lệ thuộc đại đường 16 về phủ, Sa Kỳ Phủ điều khiển cùng quyền trưng phát ở hoàng đế, không có hoàng đế cùng binh bộ quân lệnh cùng hổ phù, điều qua hơn 10 phủ binh ra khỏi Sa Kỳ Phủ khu vực phòng thủ, coi như phản loạn. Bình thường, cái này 800 người bạch lộc Sa Kỳ Phủ, một năm phân năm đợt phiên thượng nhập kinh túc vệ, mỗi đợt 160 người. Vệ phủ còn lại 640 người, thì còn phải chia làm bốn bang tại Sa Kỳ Phủ huấn luyện trấn thủ. Mỗi bang cũng là 160 người. Gặp chiến sự, triều đình chiêu mộ các phủ theo mệnh lệnh xuất binh. Do triều đình cử tướng lĩnh thống binh, chiến sự xong sẽ về triều, binh hoàng phủ. Đây cũng là một loại chế độ binh tướng chia lìa, các sa kỳ phiêu kỳ tướng quân vệ phủ chỉ quản lý sự vụ bình thường của vệ phủ, nhưng không thể điều binh thống binh, binh lính các phủ được triệu tập xuất chiến, phủ binh các nơi chiêu mộ cũng phải một lần nữa biên chế. Trương Siêu nghe ngược lại cảm thấy xa kỳ phiêu kỳ phủ này có chút tương tự với bộ vũ trang đời sau, phiêu kỳ tướng quân cũng chính là một bộ trưởng vũ trang, quản dân binh, chân chính đánh trận không tới phiên bọn họ, bọn họ cũng chính là phụ trách quản lý và huấn luyện hàng ngày. Phủ binh đại đường, không phải là dân binh sao? Phủ Sa Kỳ đóng quân ở xã Bạch Lộc huyện Ninh Dân, biên chế đầy 800 phủ binh. Phủ binh trên cơ bản đều là thanh niên cường tráng xung quanh, cũng có một bộ phận là lão tí lão binh như vậy phân đến nơi này, sau đó cho bọn họ ở xung quanh an gia thụ điên. Cách làm như vậy, bảo đảm chi phí quản lý thấp của vệ phủ, cùng với năng lực chiêu mộ nhanh chóng. Khu hành chính đại đường hiện nay, chính là châu huyện chế. Lý đường khai quốc, sử quận huyện chế của Tùy Dương Đế thành châu huyện chế. Châu huyện chính là căn bản hành chính của đại đường, dưới huyện, lại còn có xã và lý. Bách hộ vi lý, ngũ lý vi hương cả bá thượng cũng chính là hậu thế bạch lộc nguyên hai mảnh đất hiện giờ là huyện ninh dân huyện ninh dân lại chia làm hơn 10 xã trương gia câu thuộc về trương gia lý xã bạch lộc bạch lộc xa kỳ phủ ngay tại bạch lộc thôn đây là nơi trị vì của xã lại có quân phủ đóng quân bởi vậy nơi này liền trở thành trung tâm phụ cận còn có một cái chợ đơn giản đường phố dài trăm mét hai bên là dân cư hôm nay không phải là ngày họp chợ bởi vậy đường đất trên đường phố có vẻ thập phần vắng vẻ. Chỉ có ba năm cửa hàng mở cửa, nhưng trước cửa lại vắng vẻ. Quân doanh ở ngay cuối đường, đơn giản giống như là một trường tiểu học nông thôn. Sáng sớm, cũng không nghe thấy tiếng thao luyện gì, trước cửa doanh, tường theo hoàng thổ lũy, hai hán tử cả người bẩn thiểu đang sáng tay áo ngồi sổng phơi nắng buổi sáng, cán gỗ trường thương thì siêu siêu vẹo tựa vào trong ngực. Nhìn hai hàng này, Trương Siêu không khỏi nói thầm trong lòng, đây không phải là phủ binh về phủ đế quốc đại đường sẽ thống nhất trung nguyên, vả lại trong tương lai trăm năm tung hoành thiên hạ vô địch thủ chứ. Cái này, cũng quá trà sát a. À. Hết chương này. Chương 6 Thăng chức thủ huấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 thăng chức mặt trời mới mọc, ánh mặt trời màu vàng chiếu trên mặt tuyết chưa tan, xua đi rét lạnh tích tụ trong đêm dài, mang đến một tia ấm áp. Trương Siêu khiêng thiết thương nặng 15 cân của lão cha rốt cục tới trước cửa phủ doanh Bạch Lộc Sa Kỵ, trước cửa ngồi xổm ở tường cùng phủ binh đang trực phơi nắng, vội vàng nghênh đón. "Thiết thương lão ca, hôm nay tới thật sớm." "Sao vậy, hôm nay sao còn tìm hậu sinh giúp ngươi khiên súng, đây là hậu sinh nhà ai, lớn lên thật tuấn tú a." À? Lão tí nhếch môi, cao hứng nói với hai hàng, "Đây là con ta, Trương Siêu." "Ngươi cho là chúng ta dễ lừa a?" À? Thiết thương lúc nào xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy. Tôi mới nhận, không được à. Thật sự, vậy chúng tôi phải chúc mừng cậu. Hai người nhiệt tình vây quanh trương siêu đánh giá. Vậy thật sự là song hỷ lâm môn à, lão thiết thương. Chúng ta còn có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, nghe tướng quân nói ngươi muốn trao huân chương. Trước mắt là lúc đại đường mới lập quốc, mặc dù vừa giành được thắng lợi trong cuộc chiến trung nguyên, nhưng thiên hạ chưa định. Bởi vậy Lý Đường đối với các tướng sĩ phủ binh đại đường cũng rất hào phóng. Những phủ binh ra chiến trường, nếu có quân công, liền có cơ hội rất lớn đạt được huân thưởng. Vì thù thưởng tướng sĩ, hoàng đế đại đường Lý Uyên Kim thải danh hiệu tán chức của Dương Quảng và tán thực quan của Dương Kiên, dùng để thưởng công. Những danh hiệu này được gọi là quốc sơ huân danh. Bất quá huân hào cùng huân quan lúc này vẫn là hai bộ đồ không trái ngược nhau. Đặc điểm của huân hào là nhàn rỗi, mà đặc điểm của huân quan là tán, huân hào là không phẩm không giai, mà huân quan lúc này là có phẩm giai thậm chí có thể lên chức. Lý Uyên bắt đầu khởi binh từ Thái Nguyên, vì thu mua lòng người, thụ phong huân hào với số lượng lớn, đến lúc này đã có chút tràn lan, bởi vậy triều đình hiện tại cũng đang tiến hành điều chỉnh, ý đồ vẫn là phế bỏ huân hào tràn lan, đem huân hào chỉnh hợp đến trong hệ thống huân quan này. Quốc sơ huân trên danh nghĩa kỳ thật là hai bộ huân danh, một bộ là tán chức danh hào lấy danh nghĩa các loại đại phu, một bộ là tán thực quan lấy danh nghĩa đô đốc, tướng quân và võ chức chu tùy. Hai bộ huân danh này, bộ trước chủ yếu truyền cho những nhân vật hương vọng địa phương, bộ sau chủ yếu truyền cho tướng sĩ lập công trong quân. Đương nhiên đáng giá nhất vẫn là hệ thống huân quan do thượng trụ quốc cầm đầu. Tán chức và tán thực quan ở đường Triều về sau dần dần hình thành hai bộ tán chức văn võ tán quan, cũng không có cuối cùng dung nhập vào trong hệ thống huân quan văn võ tán quan về sau còn trở thành một tiêu chuẩn xác định phẩm giai quan trọng của quan viên đường triều thủ quan trước thụ tán chức tán chức xác định phẩm giai chức quan thì là xác định chức sự nhưng vào hôm nay tán chức cùng tán thực quan đã lạm phong quá độ biến thành không có một cái danh hào mà thôi cùng huân quan so sánh thật sự là khác nhau một trời một vực tối thiểu một điểm quan thụ huân thì có huân điền thụ mà huân danh thì không có điền Lão Tí tuy rằng hiện tại chỉ là một phủ quân nhóm trưởng, nhưng trên người hắn cũng là treo quốc sơ huân danh, hơn nữa còn là quốc sơ huân danh tán thực quan cấp 8 đại đô đốc. Đại đô đốc nghe rất phong cách, bất quá cũng chỉ là một danh hào mà thôi, thời điểm thụ huân danh sẽ có một khoản lương thực thưởng huân chương, sau đó sẽ không có trứng khác dùng. Bởi vậy lão Tí nghe nói lại muốn trao huân chương, cũng không cho là đúng. "Ôi, lão thiết thương kia, còn trang bị." Nói cho ngươi biết không phải là trao huân chương, mà là huân quan. Vũ Kỵ Úy trong 12 lần chuyển huân quan. Huân quan 12 chuyển, Vũ Kỵ Úy là một chuyển, cũng chính là cấp thấp nhất. Nhưng cho dù là cấp thấp nhất, Vũ Kỵ Úy cũng coi là thất phẩm. Huân quan có phẩm giai nhưng vô chức trưởng, nói trắng ra chính là hưởng thụ đại ngộ cấp nào đó, nhưng không quản sự. Điều chủ yếu nhất để hưởng thụ đại ngộ này chính là huân quan thụ điền. Vũ kỳ úy vừa chuyển, theo chế độ thụ huân điền 60 mẫu, đây là thụ điền vĩnh cửu, không cần trả lại như chia ruộng. Hơn nữa cấp bậc huân quan cao, con cháu vẫn có thể được che chở nhập sĩ. Ồ, vậy sao? Lão tí tự hồ có chút quá mức bình tĩnh. Trương Siêu cảm thấy cha là người đã trải qua sóng to gió lớn, đã từng là người từng làm giáo úy. Giáo úy bộ binh chính là lục phẩm, còn là quan chức vụ. Trương siêu mặc dù chưa từng nghe lão cha nói qua hắn trước kia ở tùy thời phong qua cái gì tán quan huân quan, nhưng chức vụ quan đều có chính lục, một gã giáo úy kinh nghiệm chiến trận, huân quan khẳng định sẽ không thấp, dưới tình huống bình thường võ tướng huân quan đều cao hơn chức quan. Trải qua mưa gió, lão cha đã quen gặp sóng to gió lớn, tự hồ đã có chút vinh sủng không sợ hãi. Trong mắt những phủ binh quan trung không có kiến thức gì, võ kỳ úy thất phẩm tương đối cao, một quan có thể chia 60 mẫu đất, nhưng lão tía lại rất bình tĩnh. Buổi sáng, Bạch Lộc Sa Kỳ phủ lục tục tới rất nhiều phủ binh. Phần lớn là lần trước được triệu xuất chinh về quê, hiện giờ đến lĩnh thưởng. Phủ binh xuất chinh, cũng không phải một lần toàn bộ quân phủ binh đều chiêu mộ xuất chiến, mà là cùng phiên thượng, trấn thủ đồng dạng, cũng là từng đợt thứ. Lão tía lần trước bị triệu xuất chinh hơn 10 tháng gần một năm thời gian, theo đại đường quy định, xuất chinh vượt qua 10 tháng, như vậy sau khi trở về trong vòng 10 tháng miễn trừ phiên thượng. Nguyên lai Bạch Lộc Sa kỳ Phủ là tháng năm một phen, 160 người một tổ, mỗi tổ luân phiên phiên thượng một tháng. Tháng 10 phải luân phiên hai lần, hiện tại xuất chinh gần một năm trở về, kế tiếp hai lượt phiên thượng tổng cộng hai tháng phiên thượng túc vệ nhiệm vụ coi như miễn trừ. Năm nay xuất chinh Trung Nguyên, đối với Lạc Dương là vây thành chiến, đối với đậu kiến đức hổ lao chi chiến cũng không tính kéo dài, chiến sự không tính kịch liệt, bởi vậy phủ binh xuất chinh của Bạch Lộc Sa Kỳ Phủ trên cơ bản đều đã trở về. Phủ binh là không có lương bổng tiền lương, nhưng là huấn luyện, trấn thủ, phiên thượng cùng với xuất chinh, đều có trợ cấp. Nhất là chiêu mộ xuất chinh tác chiến, đều có trợ cấp, lập công còn có ban thưởng, kết quả chiến sự nếu tốt, cũng còn có ban thưởng. Trương siêu khiên lão tí thiết thương đứng ở xa kỳ phủ giáo tràng trên, phát hiện này nào có nửa điểm quân doanh bộ dáng, ngược lại giống như là nông thôn họp chợ náo nhiệt, ồn ào náo nhiệt. Sa kỳ phủ 800 người, 160 người đang ở kinh phiên thượng túc vệ, sáu là ở trong quân phủ huấn luyện trực thủ, còn lại 3 bang, 2 bang ở nhà làm ruộng, cuối cùng một bang sáu thì là lão tía bọn họ một bang này, xuất chinh trở về, hôm nay lại đều chạy tới trong quân phủ đến lĩnh bang thưởng trợ cấp. Nhóm người trực bang kia hôm nay cũng không huấn luyện, tất cả đều ở trên sân thể dục vây quanh đồng bào trở về, hoặc là nói là các hương thân. 800 phủ binh Bạch Lộc Sa Kỳ Phủ, không phải láng giềng thì là thân thích. Phủ binh chế đại đường kỳ thật là noi theo từ Bắc Chu, trải qua tùy đến đường, lấy quân điền chế làm cơ sở. Năm hộ làm bảo hiểm, trăm hộ làm lý, năm dặm làm hương. Đại đường 3 năm kiểm tuyển phủ binh một lần, trên cơ bản là mỗi lần bảo trưng hai đinh. Dựa theo mỗi hộ bảo hiểm năm hộ, mỗi hộ hai đinh tính toán như vậy. Cụ thể hơn một chút, còn lại là tài quân giả thủ cường, lực quân giả thủ phú, tài lực lại quân, trước lấy nhiều đinh. Một khi chọn trúng, liền có quân danh, đó là cả đời phục vụ, từ 21 tuổi đến 61 tuổi. Phủ binh Bạch Lộc Sa Kỵ Phủ, trên cơ bản đều đến từ Bạch Lộc Hương cùng mấy hương xung quanh, bởi vậy tất cả mọi người là người quen của 10 dặm 8 hương. Lão tí bọn họ một nhóm người này xuất chinh, lúc đi 106, lúc trở về còn có hơn 150 cái, chỉ chết không đến 10 cái, bị thương có hơn 10 cái, nhưng đều không quá nghiêm trọng, cái này coi như là phi thường không tệ kết quả. Hai tiểu đội phủ binh tụ tập cùng một chỗ, giống như các lão nông ở nông thôn làm tiệc rượu tụ hội. Ba người một đám, năm người một nhóm, tùy tiện tìm một mảnh đất ngồi sổng cùng nhau nói chuyện phím. Khi nói đến đoàn nào lữ đoàn nào chết trận, mọi người cùng nhau thở dài, còn có người nói, hắn còn là tam ca thê tử của tam dượng đại ca ta, đáng tiếc, còn trẻ như vậy. Mọi người cùng nhau đàm luận về quá khứ của người chết trận, nói đến tình hình lúc đó trên chiến trường, cũng có nói đến cô nhi quả mẫu hắn lưu lại đáng thương. Nhưng nói tới nói lui, mọi người cũng không có đi qua oán giận chiến tranh, oán giận triều đình. Tham gia quân ngũ đi lính đánh giặc, điều này trong mắt mọi người đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng bình thường như trồng trọt giao hoàng lương. Đến gần buổi trưa, mọi người trò chuyện cũng không còn nhiều lắm lúc này xa kỵ tướng quân đi ra còn có xa kỵ phủ một đám tư công ty thương các quan quân cùng với giáo úy lữ soái đội chính các cấp quan quân trên đường bọn lão tía đánh xong một đường trở về ghi chép chiến công về chiến sự trung nguyên cũng báo sớm đến trường an trong khoảng thời gian này đã vội vàng nghiệm qua hiện tại mặt trên đã đem quân công nghiệm chứng qua bắt đầu hướng các phủ binh khải hoàng ban thưởng quân công cùng với xuất chinh tiền lương trợ cấp Sa kỳ tướng quân là một nam tử hơn 50 tuổi, dáng dấp rất khỏe mạnh, tóc hoa râm. Mấy thủ hạ của hán giáo úy chờ nhìn còn rất có tướng lĩnh khí thế, nhưng xuống chút nữa những lữ xoái đội kia đang chờ, liền cùng bình thường nông phu không có quá lớn khác nhau. Trên giáo trường, ngoại trừ hơn 300 phủ binh bên ngoài, còn có không ít dân chúng vây xem, vừa có trương siêu như vậy phủ quân người nhà đi theo tới, cũng có trên hương một ít cư dân. Hôm nay quân doanh náo nhiệt như vậy, thậm chí còn có một ít thông minh hương nhân, thậm chí đều đã ở cửa doanh bày lên hàng hóa, hoặc là nhấc lên nồi bếp, bắt đầu bánh nướng nấu mì, chuẩn bị nhân cơ hội làm mấy vụ mua bán. Sa kỳ tướng quân đối với những bách tính bình dân tiến vào quân doanh này, cũng không có ngăn trở cũng không xua đuổi, tùy ý mọi người hoặc đứng hoặc ngồi sổng xem náo nhiệt. Tiền lương xuất chinh trợ cấp cũng không nhiều, không có quân công, ban thưởng rất ít, nhất là tiền. Đại đường mới đúc khai nguyên thông báo, trong vắt vàng rực rỡ, nhưng rất nhiều phủ binh đều chỉ lĩnh được ba bốn trăm miếng. Số lượng này làm cho Trương Siêu Siêu là ngoại ý muốn, xuất chinh đánh mười tháng chiến, cư nhiên liền cho hơn ba trăm văn tiền trợ cấp. Hơn ba trăm văn cũng không phải là hơn ba trăm quan A, trung bình, một tháng mới ba bốn mươi văn, một ngày một văn trợ cấp. Cái này cũng quá keo kiệt đi, một văn tiền có thể làm gì? Nhưng hắn nhìn đám hán tử quan trung kia, mỗi người nghe được tên tiếng lên lĩnh tiền đều vui vẻ dị thường, cười đến miệng đầy răng đều lộ ra, ba bốn trăm văn tiền, ở trong mắt bọn họ, tự hồ là một số tiền lớn. Chiến tranh mười tháng, liền đổi hai ba cân đồng tiền. Trương Siêu không nghĩ ra. Sau khi phát tiền trợ cấp xong, lại bắt đầu phát lương thực. Lương thực phát là tiểu mễ, cái này ngược lại nhiều một chút, trên cơ bản mỗi người đều có khoảng một viên đá. Viên đá này là 10 đấu, một đấu 10 lít, là một đơn vị thể tích. Mễ mạch cốc đồng dạng dung tích hạ trọng lượng cũng là không giống nhau, nhưng Trương Siêu đánh giá một chút, một thạch tiểu mễ cũng chính là một hai 120 cân, cũng may là bỏ vỏ, bằng không, Trương Siêu thật sự sẽ không thể tin được đại đường keo kiệt như thế. Sau khi phát trợ cấp tiền lương xong, mới là ban thưởng quân công. Quân công ban thưởng, vừa có quân công cá nhân, cũng có quân công tập thể. Mỗi người công tích bao nhiêu, đều đã có triều đình chuyên gia xét duyệt qua, bởi vậy hiện tại Sa Kỳ Phủ cũng chỉ là dựa theo phía trên công tích phân phát đối ứng ban thưởng. Có người quân công nhiều một chút, ban thưởng cũng nhiều một chút, có người ít một chút, thì ban thưởng cũng ít, còn có người thì không có. Quân công ban thưởng vừa có thưởng huân danh, cũng có thưởng tiền lương, còn có thưởng vải lụa, còn có thưởng vàng bạc. Đương nhiên cũng có thưởng huân quan và tấn chức. Lão tía ở trong một đám người thụ công xem như tương đối bắt mắt, hắn quả nhiên được thưởng vũ kỳ úy thị thất tòng phẩm. Bởi vì lần này xuất chinh một đội phó chết trận, cuối cùng còn để cho lão tía bổ sung chức phó đội này. Hết chương này. Chương 7 Con bằng cha quý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Con bằng cha quý nhìn lão tí tiến lên lĩnh thưởng, trương siêu nhếch miệng nở nụ cười. Lão tí thưởng tiền không ít, vừa rồi cầm 500 cái khai nguyên thông bảo tân đồng tiền, hai thạch ngô, còn có hai thất lụa trợ cấp. Hiện tại lại thụ huân tấn chức, coi như từ thất phẩm nhất chuyển huân quan vũ kỳ úy, còn vừa mới thăng từ cửu phẩm xa kỳ phủ đội phó thực chức. Bởi vì lão tía biểu hiện tốt trong cuộc chiến xuất chinh trung nguyên, còn đạt được một công tiên phong. Tiên phong công chính là chiến công cá nhân của quân đường chỉ đứng sau khiêu đảng công, thập phần khó có được. Mặc dù so ra kém một lần đại chiến nhiều nhất chỉ định 10 cái nhảy nhót công khó được như vậy, nhưng tiên phong công cũng cực khó được. Nghe nói trong trận chiến ở Hổ Lao Quang, cha đi theo sau huyền giáp kỵ binh của tần vương Lý Thế Dân, một cây thiết thương ngang dọc như rồng, dẫn đầu sông vào trong trận địa của đậu kiến đức, trận trả mấy địch. Nếu không phải lão tía chỉ là cái bình thường phủ binh, nếu như hắn là một gã huyền giáp kỵ binh, nhất định có thể bình luận nhảy nhót công. Bất quá tiên phong công ban thưởng cũng rất phong phú, lão tía một cái đồng bọn thăng cấp làm từ cửu phẩm đội phó còn thụ thị tổng thất phẩm võ kỳ quý. Tiền lương ban thưởng cũng không ít, bạc trắng năm lượng, khai nguyên thông bảo 10 ngàn, vải lụa khác mỗi bên hai thớt, ngô 10 thạch. Kha ngũ thúc, những này ban thưởng giá trị bao nhiêu tiền? Trương siêu nhìn xa kỵ tướng quân cười ha hả từ binh tạo tổng quân trong tay tiếp nhận một cái khay, trịnh trọng giao cho lão tí trên tay. Trong khay có bạc có đồng, một bên trên mặt đất còn có vải lụa cùng ngô. Rất đáng giá đại hán mặt đen kha ngủ nhất vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn cái khay kia. Thấy Trương Siêu đặt câu hỏi, hắn liền cẩn thận giới thiệu những giá trị ban thưởng này. Tiền của đại đường là tiền bạc kim hành, mà vàng bạc thì không phải là tiền lưu thông. Năm Vũ Đức thứ tư, triều đình đúc phát hành đồng tiền đại đường, khai nguyên thông bảo, mỗi cái nặng một tiền, mười văn nặng một lượng, nhất quán ngàn văn vừa vặn nặng sáu cân bốn lượng. Phát hành tiền mới đồng thời, hủy bỏ tiền năm bạc triều nhà tùy, thay thế tiền năm trúc cũ của dân gian. Chất lượng khai nguyên thông bảo rất đủ, là tiền tốt. Nhưng là, nhất quán đồng tiền hiện tại lại mua không được bao nhiêu đồ vật, bởi vì thiên hạ đại loạn, đại đường cũng còn không có bình định thiên hạ, liên tục chinh chiến, khiến cho nông thu giảm bớt, vật phẩm không đủ, dẫn đến giá cả cực cao. Năm nay quân đường vây Lạc Dương, lúc đầu giá gạo ở Lạc Dương đạt tới 3.000 đấu gạo, mà đợi về sau, càng đạt tới giá trên trời 9.000 đấu gạo đương nhiên đó chỉ có thể xem như tình huống phi thường nhưng giá lương thực quan trung cũng phi thường cao vốn khu vực quan trung chính là ít người nhiều đầu năm bình thường đều không thể tự túc lương thực còn phải dựa vào khu vực quan đông nhập vào bổ sung thời chiến hôm nay một lượng lớn thanh niên cường tráng quan trung xuất chinh lương thực sản xuất càng ít giá lương thực cũng tự nhiên cao không hạ đấu gạo đáng giá một tấm lụa tơ lụa chính là chế phẩm tơ tầm bất quá lụa so ra kém những sản phẩm tơ lụa cao cấp này bởi vì lụa không có hoa văn gì bởi vậy trong các sản phẩm tơ lụa tương đối bình thường và rẻ cũng tương đối dễ tính toán giá trị lại bởi vì sản lượng lụa lớn nhu cầu cao bởi vậy từ nam bắc triều trở đi liền bắt đầu kim làm tiền tệ để bù đắp vấn đề lượng tiền tệ của đồng tiền không đủ ngày nay thậm chí lụa đã thực sự trở thành loại tiền tệ phổ biến nhất trong các giao dịch dân sự với số lượng vượt quá đồng xu Hôm nay, một tấm lụa, gấp thành khai nguyên thông bảo, đại khái là một tấm lụa đáng giá khoảng 500. Một tấm lụa 500 văn, điều này cũng có nghĩa là hiện tại giá gạo quan trung là 500 văn đấu gạo, một thạch gạo chính là 5 quan tiền đồng. Một đấu gạo 10 lít, một đấu gạo đường triều, ước chừng bằng với hậu thế 10 cân không tới. Đây chẳng khác nào là một cân 50 văn tiền, cái giá này tuyệt đối là không rẻ. Một tấm lụa lớn bao nhiêu? một tấm lụa dài bốn trường, rộng một thước tám tấc, nặng 12 lạng. Có thể cắt giảm một vài bộ quần áo. Hai thạch kê có thể đáng giá một thạch hai đấu gạo. Kha ngủ lại nói một cái quan hệ. Trong quân phát thưởng chính là ngô, ngô chính là gạo, là một trong những cây trồng chủ yếu của khu vực Quan Trung, cũng gọi là thóc. Quan Trung còn có lương thực tương đối phổ biến là gạo vàng, lúa mạch và gạo cao lương. Gạo vàng cũng gọi là gạo nếp, có phân chia mềm cứng, Cứng thích hợp làm bánh, mềm thì thích hợp làm bánh, bột lúa mì xay làm mì, cao lương thích hợp ủ rượu. Gạo vàng thích hợp nấu cháo, gạo nếp kém gạo không nhiều lắm nhưng lớn hơn một chút thì thích hợp làm bánh, gạo nếp và ngô giống nhau đều rẻ hơn gạo rất nhiều, cũng là lương thực chủ yếu của dân chúng quan trung. Tính như vậy, gạo hiện tại một đấu trị giá 500 văn, mà ngô một đấu mới trị giá 300 văn, rẻ hơn rất nhiều. Lão tí trước sau được 12 thạch ngô đổi thành đồng tiền có thể trị giá 36 quan tiền, ước chừng 3 vạn 6 ngàn đồng tiền, nặng hơn 200 cân. Ngoài ra còn có 1 vạn 5 ngàn đồng tiền thưởng, 5 lượng bạc trắng. Một lượng bạc thẳng tiền 1 ngàn 6. Kha Ngũ nói cho Trương Siêu Ngân đồng tỷ giá, cũng không phải một lượng bạc giá trị 1 ngàn văn tiền, mà là giá trị 1 ngàn 600 văn. Vàng bạc không phải tiền tệ, nhưng triều đình sẽ dùng để ban thưởng quan viên cùng tướng sĩ, có thể cầm đi đổi vàng bạc thư thất, giá trị cố định tương đối cao. Năm lượng bạc trị giá 8.000 đồng tiền, như vậy tiền thưởng liền tương đương với 2 vạn 3.000 tiền. Mỗi tấm vải lụa còn thưởng 2 tấm, một tấm đáng giá 500, hai tấm chính là 1.000 tiền. Giá vải và lụa không chênh lệch bao nhiêu, một tấm vải dài 5 trượng cũng rộng một thước 8, tỷ giá giữa vải lụa là 5 so với 4, một tấm vải tương đương với một tấm lụa giá 8 phần. Hai tấm vải thì tương đương 800 tiền. Trương Siêu vẫn tương đối quen dùng tiền để thống kê đơn vị, sau khi biết các loại tỷ lệ hối đoái, hắn rất nhanh đã tính toán ra kết quả trong lòng. Túc Mễ ban thưởng chiếc tiền 3 vạn 6 ngàn, Ngân Đồng ban thưởng chiếc tiền 2 vạn 3, Lụa Bố chiếc tiền 1 ngàn 8. Tính toán như vậy, lão cha xuất chinh gần một năm, còn lập được một chiến công tiên phong phi thường cao minh, nhận được tiền lương lụa vải ngô ban thưởng cộng lại chiếc khấu nguyên thông bảo 6 vạn lẻ 800 tiền. 60 quan tiền đồng, nếu toàn bộ đổi thành ngô, có thể đổi 2.000 cân. Thời đại này tiểu mễ rẻ hơn gạo, mà đời sau tiểu mễ lại đắt hơn gạo, ít nhất 5 đồng một cân. 2.000 cân tiểu mễ, đó chính là một vạn nhuyễn mùi tệ. Tính toán như vậy, Trương Siêu đột nhiên lại cảm thấy ban thưởng này thật ít a. À. Xuất chinh lâu như vậy, lập công lớn như vậy, kết quả mới được một vạn đồng ban thưởng. Những thứ này ban thưởng tổng cộng có thể chiết tiền 6 vạn lẻ 800 văn, có thể chiếc ngô hai mươi thạch không sai rất dễ tính trương siêu rất tự nhiên nói đây chỉ là một tính toán đơn giản nhưng kha ngũ rõ ràng rất khiếp sợ cũng không thấy trương siêu tính toán cứ tính nhẩm như vậy cư nhiên trong chốc lát đã tính toán rõ ràng những thứ này cũng quá lợi hại không nghĩ tới ngươi còn có thể tính sổ ta thấy so với quan phủ cùng đại hộ trong nhà còn lợi hại hơn mấy phủ binh trương gia câu bên cạnh thì một mặt tháng phục năng lực tính toán của trương siêu, một mặt cảm thán ban thưởng của cha. Hai ngàn cân ngô, ở trong mắt trương siêu thật không đáng giá cái gì, nhưng ở trong mắt đám hán tử quan trung kia, lại là một khoản tài phú thật lớn. Nhất là ở cái này chiến loạn cùng đói kém không ngừng niên đại, hai mươi thạch lương thực, đều đủ ăn ba năm. Theo quy định trong quân đại đường, một gã vệ sĩ cấm quân, quân lương một năm là mười hai thạch kê, chiến mã là 36 thạch kê. Tiêu chuẩn này là đối với nguyên tổng cấm quân mà nói, hơn nữa là có chút dư thừa. Mà trong nhà bách tính quan trung bình thường là không có khả năng bữa nào ăn cơm khô, cũng sẽ không một ngày ba bữa. Bởi vậy, tiết kiệm một chút, 20 thạch lương thực, khẳng định có thể 3 năm ăn, lại tiết kiệm một chút, nói không chừng còn có thể người một nhà ăn hơn 2 năm. Thời buổi này, thứ đáng giá nhất không phải vàng và bạc, cũng không phải tiền đồng và lụa, mà là lương thực. Lão thiết thương còn được hơn 100 mẫu đất. Đúng vậy, lão ca ca thật là lão lai đắc phúc, mới vừa nhặt được nhi tử, bên này lại thăng quan phát tài, tam lan, ngươi thật đúng là phúc tinh a. Trương lão phụ được phong huân quan võ kỵ úy, liền cũng được 60 mẫu huân điền. Mà lão tía hiện tại lại thăng xa kỳ phủ từ cửu phẩm đội phó, hắn liền lại có thể đạt được 80 mẫu ruộng chức. 80 mẫu ruộng chức này, chính là lộc điền của hắn. Đại đường đối với quan viên ngoài kinh thành là không cấp bổng lộc mà là trực tiếp nhổ ruộng. Quan viên các cấp theo phẩm cấp chia làm ruộng chức, sau đó thu nhập thuê ruộng chính là bổng lộc của bọn họ. Từ cửu phẩm cùng chính cửu phẩm đội chính đội phó, đều là 80 mẫu ruộng chức. Thậm chí các cấp nha môn đều có ruộng đất của mình, thu nhập ruộng đất thu được thì bổ sung làm chi phí làm việc. Tuy rằng ruộng chức nghiệp không phải ruộng vĩnh nghiệp, một khi rời cương vị công tác thì phải thu hồi, cũng không được bán lại, nhưng ít nhất lúc tại chức thu nhập 80 mẫu ruộng này là có. Lão tí vốn ở Trương Gia Câu đã có 30 mẫu đất, hiện tại thoáng cái nhiều hơn 140 mẫu, đó chính là 170 mẫu đất. Không tính 80 mẫu ruộng chức này, Huân Điền và Vĩnh Nghiệp Điền cộng lại cũng gần trăm mẫu, Trương Lão cha đây là thoáng cái tấn thân làm địa chủ A vậy chẳng phải mình lập tức trở thành thằng nhãi địa chủ và quan nhị đại rồi sao? Buổi sáng thời điểm, Trương Siêu còn nhìn xem cái kia hầm động cùng không lương túi lo lắng đâu rồi, không nghĩ tới, đến giữa trưa, hắn cũng đã trở thành bóc lột giai cấp một thành viên. Sách mới trong lúc, nhu cầu cấp bách mọi người phiếu đề cử ủng hộ, cảm ơn. Hết chương này. Chương 8 Tình nhân cũ cùng Thiêu Vĩ Yến, lễ chúc lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 8 Tình cũ và tiệc đốt cuối khen thưởng kết thúc, lão tí hướng trương siêu bọn họ đi tới, trên mặt cũng tràn đầy khó có thể che giấu cao hứng. Chúc mừng lão ca, sau này chính là đội phó đội bên trái của chúng ta. Một đội có năm nhóm, lão tí tuy chỉ thăng đội phó, nhưng trong đội phủ binh 50 người này, cũng là người nắm quyền thứ hai. Các nhóm trưởng nhau nhau tới bái kiến thủ trưởng mới. Kha ngũ cũng đi theo vài tên ban trưởng phía sau, hắn nguyên lai là một gã ngũ trưởng trong nhóm lão tía lão tía nguyên lai một nhóm 10 người năm người một đội chia làm hai đội lão tía là nhóm trưởng kim tả ngũ ngũ trường mà kha ngũ lại là hữu ngũ ngũ trường hiện tại lão tía thăng cấp đội phó kha ngũ thuận vị tiếp nhận vị trí nhóm trưởng kim tả ngũ ngũ trường hữu ngũ ngũ trường thì do tay bài mặt vàng kha sơn cùng thôn tiếp nhận một đội phó mà thôi cha cười ha hả nhưng nhìn ra trong lòng hắn vẫn rất cao hứng. Đội phó hôm nay thăng quan kim trao huân chương, đây là vui mừng thêm, buổi trưa các huynh đệ muốn ăn bữa tiệc cuối cùng của ngươi nha. Ở cửa tiệm kha thất nương tử uống rượu như thế nào? Đứng ở bên cạnh lão tía là đội trưởng thôi hạo cười nói. Vì đội trưởng này là đội trưởng cũ của lão tía bọn họ, nhưng tuổi cũng không già, cũng chỉ hơn 30, là người trấn bạch lộc hương. Tiệc đốt cuối vốn là triều quan vinh thăng, mở tiệc chiêu đãi hoàng đế để tạ ơn thượng ân. Không biết như thế nào, cũng nhanh chóng thịnh hành đến dân gian. Hôm nay chẳng những đại thần vinh thăng bày tiệc đốt cuối, chính là tiểu quan tiểu lại bình thường lên chức, cũng đều phải bày tiệc, cũng cũng gọi là tiệc đốt cuối. Về ý nghĩa của đốt đuôi, truyền thuyết dân gian không đồng nhất. Vừa nói là địa vị con người đột nhiên biến hóa, giống như mảnh hổ biến thành người, đuôi còn lớn, cho nên cần thiêu hủy nói cách khác là dê mới vào dê mới sẽ bởi vì bị bầy cừu can phạm mà không được an bình chỉ có đốt cháy đuôi dê mới nó mới có thể ổn định lại từ bình dân đi vào tầng lớp quan liêu giống như dê mới ra vào bầy cừu nhất thời khó có thể thích ứng hoàn cảnh mới cho nên cần phải đốt cháy đuôi còn có một câu nói là cá chép vượt long môn tất có thiên hỏa đem đuôi tưới xuống mới có thể biến thành rồng bất kể là cách nói nào đốt đuôi đều có ý thăng chức đổi mới vì vậy yến này đặt tên là đốt đuôi yến. Những triều thần vinh dự tiếng yến tạ ơn thiên tử, thức ăn cực kỳ phong phú, so với mãn hán toàn tịch đời sau còn phong phú hơn. Bất quá quan lại bình thường thăng chức, bày tiệc rượu này cũng bất quá là mượn cơ hội náo nhiệt một chút, câu thông quan hệ giữa đồng liêu mới. Lão tí thăng đội phó, thực chức từ cửu phẩm, coi như là từ bình dân nhảy lên làm võ quan. Chức vụ này không thể so với huân quan và huân phẩm thị phẩm đây là quan thật sự lão tía cũng không muốn ở cuộc sống náo nhiệt như vậy làm mất hứng của mọi người liền một lời đáp ứng ta đi thông báo thất nương tử chuẩn bị rượu và thức ăn trưa nay nhất định phải uống vài chén kha ngủ cười đi ra ngoài doanh trên giáo trường một mảnh náo nhiệt xuất chinh phủ binh đều được hoặc nhiều hoặc ít ban thưởng mỗi người vui vẻ ra mặt những phủ binh canh gác kia cũng ở một bên xem náo nhiệt bọn họ nhau nhau hướng hương láng được công lĩnh thưởng nhóm chúc mừng, thuận tiện để cho bọn họ mời khách uống rượu. Mọi người lúc này cũng không ai keo kiệt, ai nấy đều cười gật đầu. Vì thế những người quen biết đều hẹn nhau đi uống rượu. Hôm nay trên quê thật náo nhiệt. Kha Sơn mới thăng ngũ trưởng cười ha hả, khuôn mặt vàng vọt. Hắn hôm nay cũng được không ít tiền lương, có mấy trăm cân ngô, còn có tiền lụa ban thưởng, hiện tại lại thăng lên ban trưởng, đương nhiên là cao hứng. Lão tí ban thưởng rất nhiều, chỉ là bạc đồng đã có mấy chục cân, huống chi còn có hơn một ngàn cân ngô, còn có rất nhiều vải vóc. Mượn xe, trước tiên đem đồ đến cửa hàng Kha Thất Nương Tử. Kha Sơn cười nói, cha thì không lên tiếng. Trong quân doanh có xe lớn, bao lên là, Kha Sơn tiếp đón đồng bọn cùng thôn mấy cái đồng bạn kia, cùng nhau giúp đỡ trước giúp lão tí vận ban thưởng tiền bạch ngô. Kha Thất Nương Tử này là ai vậy? trương siêu đã nghe mọi người nói vài lần kha thất nương tử hơn nữa nhìn bọn họ đem tiền lương của lão tí kéo đến trong tiệm của nàng quan hệ này chính là bộ dáng rất gần kha sơn quay đầu nhìn lão phụ đang cùng liễu đội trưởng nói chuyện sau đó mới tiến đến bên tai trương siêu cười nói kha thất nương tử cũng là nữ tử trương gia câu chúng ta bất quá năm xưa gã đến triệu trang sát vách nam nhân của nàng trước kia cũng là phủ binh năm kia đi hà đông đánh lưu vũ chu thì chết thất nương cứ như vậy thủ tiết còn mang theo hai nữ oa nhi thiết thương ca thấy nương ba đáng thương liền thường xuyên giúp đỡ một hai thiết thương lão ca tâm thiện thất nương tử ở bên ngoài quân doanh chúng ta mở một quán cơm nhỏ tiền vốn kia cũng là thiết thương lão ca ra trương siêu nhìn kha sơn lúc nói chuyện mang theo chút ý tứ hàm xúc kia lập tức hiểu được phỏng chừng lão tía không chỉ là tâm thiện giúp đỡ có thể còn có chút ý tứ khác cũng nói không chừng sơn thúc lão cha cùng thất nương tử có phải có ý tứ hay không à tiểu tử ngươi đúng là tinh linh giống như vừa rồi tính toán có nhiều chỗ thật không giống người ở trong núi đã lâu ta nói cho ngươi biết ngươi đừng nói với lão tía kỳ thật ai cũng nhìn ra lão tía đối với kha thất nương tử có ý tứ tầm ý của kha thất nương tử đối với thiết thương lão ca cũng rất rõ ràng ta phỏng chừng hai người ngầm khẳng định đã qua nói xong hắn đối với trương siêu dùng ánh mắt mà nam nhân đều hiểu trương siêu liên tục gật đầu lan hữu tình thiếp hữu ý một người là tuổi trẻ quả phụ một người là nửa già quá vợ phu giữa hai người củi khô gặp phải cái liệt hỏa đốt cũng là rất bình thường thời tùy đường xã hội chịu ảnh hưởng của hồ phong khá nặng bầu không khí vẫn tương đối cởi mở quả phụ tái giá cũng là chuyện rất bình thường thậm chí triều đình vì cổ vũ sau chiến tranh khôi phục sản xuất gia tăng nhân khẩu cũng là công khai cổ vũ quả phụ tái giá thậm chí cổ vũ những người trẻ tuổi kia kết hôn sớm gả sớm. Bất quá hai người phải hảo thượng, cũng tụ cùng một chỗ sống qua ngày, cũng không phải đơn giản dễ dàng như vậy, dù sao còn phải lo lắng đến hài tử A, nhà mẹ để nhà chồng vân vân. Lôi kéo một xe đầy ngô ra khỏi cửa doanh trại, đi về phía bên tay phải hơn 10 bước, đó là một cửa hàng. Thất tỷ, đây là lương thực của thiết thương ca, để ở chỗ chị một chút. Kha Sơn lớn giọng hô. Được rồi, để phía sau cắt Một phụ nhân lưu loát đáp lại Giọng nói hạ xuống Một phụ nhân ước chừng hơn 30 tuổi xuất hiện Nữ tử mặc váy ngắn Là kiểu dáng bó sát người nhỏ hẹp Thường nhu hạ váy Nhu là một loại áo giáp thân y chật hẹp ngắn nhỏ Áo dài hơn nhu mà ngắn hơn bào Áo rất ngắn Mà váy thì rất dài Nữ nhân váy buộc rất cao Trực tiếp buộc ở dưới nách Trên thực tế đã là ở trên ngực Thắt lưng cao, buộc ngực dáng mông, rộng rãi bày biện đầy đủ, một bộ váy bình thường mặc ở trên người nàng, lại lộ ra đường công cân xứng thon thả của nàng, còn lộ ra vài phần phong độ tiêu sái ưu mỹ. Phụ nhân mi thanh mục tú, mặt trứng ngỗng, chỉ nhìn tướng mạo, Trương Siêu đã cảm thấy nữ tử này rất hiền lành. Thất tỷ, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là con trai thiết thương ca mới nhận, tên là Trương Siêu. Phụ nhân nghe nói thanh niên tuấn lãng tóc ngắn trắng nõn cao lớn trước mặt này lại là con trai trương thiết thương mới thu lắp bắp kinh hãi. Chào thất thẩm, con tên là trương siêu, trước kia là hòa thượng, bây giờ xuống núi hoàn tục, được cha yêu thích nhận con làm con. Kha thất nương rõ ràng có chút trở tay không kịp, đứng ở nơi đó một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. A à, như vậy a, à, mau vào trong phòng đi, bên ngoài lạnh. Nói là mời khách ăn cơm kỳ thật trên đường làng này không có một nhà hàng nào ra hồn. Khách sạn của Kha Thất Nương Tử này, kỳ thật chính là một quán mì nhỏ, chủ yếu là mì, khách ăn cái gì thì làm cái đó, bánh canh là chính, cũng sẽ hấp chút bánh hấp, nếu cần, cũng có thể chiên chút bánh tráng bán. Bất quá trong tiệm này thật sự là đơn giản, ước chừng 3-40 mét vuông mặt tiền cửa hàng, một gian đến cùng, bên trong bầy ước chừng 10 cái bàn, đều là cực bình thường bàn gỗ, phối hợp với ghế hồ, rất đơn giản trong ngoài quán cũng chỉ có một mình thất nương tử, không có người giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, lão tí đi theo liễu đội trưởng cùng nhau tới. Hôm nay huynh đệ trong đội chúng ta tới quảng no, tùy ý ăn, đều ghi vào sổ sách của ta. Lão tí ngược lại rất hào sản. Một đội 50 người, đội trưởng cùng mấy nhóm trưởng cùng với phủ binh cùng thôn trong đội ngồi một bàn, những người còn lại, liền tùy ý, cũng may mọi người có đồ ăn miễn phí cũng rất cao hứng, cũng không soi mói ăn bánh canh đi, đơn giản thuận tiện. Kha thất nương tử ngược lại sẽ giúp lão tí tiết kiệm, chọn bánh canh đơn giản nhất thuận tiện cũng thực dụng nhất, cũng chính là mì sợi. Đàn ông trong đội cũng không chọn, có bánh canh ăn rất thỏa mãn. Kha ngủ và Kha sơn, một người đi mua thịt chính ở cửa hàng thực phẩm chính duy nhất trên đường, người kia đi mua rượu. Trong quán bận rộn, không ít binh lính phủ khác cũng tới ăn cơm. Người này kêu muốn một chén bánh canh, người kia kêu muốn mấy cái bánh bếp, rất náo nhiệt. Tiểu Liên, mau tới hỗ trợ. Kha thất nương lúng cuốn tay chân, bận rộn không kịp. Tới rồi. Một tiểu cô nương cao gầy ước chừng 12 tuổi mang theo một cô nương 8-9 tuổi từ phía sau đi ra, cô nương tay áo kéo, trên tay còn có nước, xem ra vừa rồi là ở phía sau rửa chén. Trương siêu phỏng chừng hai cô nương này chính là nữ nhi của Kha Thất Nương, hai cô nương cùng Kha Thất Nương lớn lên cũng quả thật rất giống cô bé cũng không sợ người lạ, rất quen với cảnh tượng ồn ào trong tiệm. Đại cô nương hỗ trợ cán bột, tiểu cô nương thì hỗ trợ nhóm lửa, phối hợp ngược lại rất ăn ý. Tiểu thư khuê các sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, nhưng đối với tiểu dân bình thường mà nói, những thứ này thì không có chú ý như vậy. Tam Lan, hỗ trợ kêu gọi các hương thân, lão tí thấy làm ăn tốt như vậy, liền dứt khoát sáng tay áo lên, lại đây hỗ trợ nhào bột mấy người đồng thôn của Trương Gia Câu cũng cùng nhau hỗ trợ tiếp đón khách nhân, bừng bát đưa mì. À, Trương Siêu cười gật đầu, cũng gia nhập vào trong quán mì nhỏ náo nhiệt này. Hết chương này. Chương 9 Một đám ăn hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Một đám ăn hàng trên thôn Bạch Lộc vốn không có mấy khách sạn, quán mì của Kha Thất Nương Tử ngày thường cũng đều dựa vào việc buôn bán phủ binh của phủ Sa Kỵ trong phủ xa kỵ vẫn luôn duy trì tình trạng hơn trăm người ở doanh trại các phụ binh trong doanh trại cũng mang theo lương thực tới đây nhận huấn luyện và trực ban bọn họ bình thường tự mình thay phiên phụ trách nấu cơm bất quá một đám đại nam nhân nấu cơm khẳng định là không được tốt lắm bởi vậy thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ ra quán ăn nhỏ bên ngoài ăn một bữa trượng phu của kha thất nương tự trước kia cũng là phụ binh trong phủ xa kỵ sau đó lại có lão cha giúp đỡ chiếu cố sinh ý bởi vậy quán ăn nhỏ này cũng duy trì được để cho một nhà ba người kha thất nương tử có thể sinh hoạt ở chỗ này bất quá bình thường làm ăn cũng chỉ như vậy không nóng không lạnh miễn cưỡng duy trì nhưng hôm nay bất đồng rất nhiều xuất chinh phủ binh trở về lĩnh thưởng lấy được không ít ban thưởng mỗi người cao hứng ngược lại khó được đến trong tiệm đến hào sản một hồi bình thường mọi người có thể tới mua cái bánh nướng hôm nay lại ít nhất cũng phải gọi hai chén không đỡ thậm chí còn có một số giáo úy, đội trưởng ở chỗ này mời khách. Trong tiệm 10 cái bàn rất nhanh đầy, Trương Siêu đi theo Kha ngủ bọn họ cùng nhau, lại ở ngoài cửa tiệm dưới mái che cũng bày bốn bàn. Cháo gạo, bánh hấp, bánh tráng, một chén bánh canh, hôm nay làm ăn trong tiệm rất tốt. Kỳ thật trong mắt Trương Siêu, đồ ăn trong tiệm Kha Thất Nương Tử đều rất đơn giản, cơ hồ không có gia vị gì, không nhờ và giống như cha làm buổi sáng, ngoại trừ thêm chút dầu dê và hành, không còn gì khác vừa không có tưới nước mê người cũng không có nước sốt chớ nói chi là trứng ốc la rau xanh nấm thật sự là có chút đơn giản quá mức nhưng tất cả mọi người lại đều ăn say sưa bàn ngồi không vô liền trực tiếp cầm bát đại hải ngồi xổm trong tuyết ngoài quán ăn hy lý ào ào ăn rất có khẩu vị những hán tử này đối với ăn uống thật đúng là không soi mói a à. những phủ binh này chẳng những không soi mói hơn nữa khẩu vị của cả đám đều rất tốt. Lão tía đội kia phủ binh nhóm, bởi vì ăn chính là lão tía mời khách cơm trưa miễn phí, bởi vậy cả đám đều phi thường không khách khí. Ít nhất ba cân bát đại hải, những người này mỗi người ít nhất phải ăn ba bát lớn. Có mấy người tham ăn, càng là ăn liền năm chén lớn, có một người, quả thực là cái bát cơm, một người ăn bảy chén không thác. Điều này làm cho Trương Siêu rất lo lắng cho người này, có thể chống đỡ chết hay không tuy nói cái này không nhờ mì ít canh nhiều nhưng bụng này thật lớn a à. bất quá đối với những hán tử này mà nói có một cơ hội buông ra bụng ăn mãnh liệt đó thật đúng là cơ hội khó có được là một chuyện cực hạnh phúc tự nhiên sẽ không khách khí bình thường ở nhà ăn cháo loãng ăn ổ rau dại hiện tại có bánh canh làm mì trắng ăn mùa đông giá rét bánh canh nóng hầm hập không thể sản khoái hơn những người này thật đúng là nói mời khách sẽ không muốn sống nữa Trương lão ba cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng Kha Thất Nương Tử lại nhìn có chút đau lòng. Hôm nay hiếm khi cao hứng như vậy, để mọi người vui vẻ là tốt rồi. Một chén không thác 50 văn tiền đâu, hôm nay quan trung lương giá cao không hạ, bởi vậy coi như là cực đơn giản mì phiến thang, cũng là rất đắt, dù sao đấu gạo đều 500 văn tiền. Kha Thất Nương Tử thay lão tí đau lòng, bất quá lão tí mở miệng, nàng cũng không nói thêm gì nữa. 50 văn tiền một chén mì nước sạch, thật sự là đắt A. À. Bất quá Trương Siêu cũng biết, theo đại đường dần dần bình định thiên hạ, trật tự thiên hạ này dần dần khôi phục, sản xuất cũng bắt đầu khôi phục, các loại giá cả cũng sẽ hạ xuống. Dưới tình huống bình thường, đấu gạo hơn 10 văn tiền mới xem như bình thường. Sử tái, đợi đến năm trinh quán thứ tư, thiên hạ liên tục mấy năm được mùa, khi đó giá lương thực toàn diện hạ xuống, đấu gạo tiện tới hai văn tiền giá lương thực so với hiện tại giảm mạnh hơn 200 lần. Bận rộn gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng tiễn hơn phân nửa khách nhân ăn mì. Ngươi là hòa thượng. Trương siêu đang lau bàn, tiểu nữ nhi lan nhi của thất nương tử lại ở một bên nhìn chầm chầm mái tóc ngắn dưới mũ của hắn. Trước kia thì có, bây giờ thì không. Ngươi bây giờ là con trai của Trương Đại Thúc. Tiểu cô nương lại hỏi. Đúng vậy, tôi tên là Trương Siêu anh có thể gọi tôi là anh trai đại cô nương liên nhi thì đứng hơi xa một chút âm thầm đánh giá trương siêu nhưng không tiến lên hai chị em đối với trương siêu tựa hồ đều có chút tò mò lại có chút thẹn thùng tam Lan, cùng đến ăn cơm kha sơn ở một bên gọi trương siêu phủ binh ăn cơm phần lớn đều ăn no rời đi hiện tại bọn họ cũng rốt cục có rảnh ăn cơm hai cái bàn bên trong đã được bày lên thức ăn chính còn có rượu gạo gọi tới liền mấy đĩa thịt chín, bên ngoài thêm chút chiên đậu, nấu măng khô các loại, nhưng hai bàn người nhưng đều hô thẳng hôm nay lão tí tốn kém. Có rượu có thịt, lại phối hợp với bánh canh, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng phong phú. Lão tí trước kia từng có hai đứa con trai, bởi vậy hiện tại hắn thu Trương Siêu làm con, liền gọi Trương Siêu là Tam Lan. Tam Lan, ngươi tới kính mọi người một chén. Trương Siêu cười đứng lên, bưng đầy một chén rượu, hướng về mọi người kính quá. Các vị thúc bá, ta là vãn bối, trước hết làm kính. Trương siêu một ngụm uống cạn rượu trong chén, rượu vào cổ hồng, chỉ cảm thấy một cổ bốc đồng mang theo chút vị chua. Hương vị rượu này thật sự là rất lạ, vị cực kém. Nhưng mọi người lại uống vô cùng cao hứng. Rượu này là ở trong tiệm trên quê đánh, mặc dù không phải rượu tân phong nổi tiếng như vậy, nhưng cũng không rẻ, xem như có thể lên chút đẳng cấp giá cả so với lương thực đắt hơn nhiều. Một đám phủ binh, có thể có uống rượu cơ hội cũng không nhiều lắm. Rượu mặc dù không dễ uống, nhưng rượu này cũng say không tới trương siêu, uống quen đời sau rượu, loại rượu này liền cùng bia kém không nhiều lắm. Trương siêu liên tiếp nâng chén mời rượu, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hậu sinh này rất có lễ phép, đừng nhìn mới từ trên núi xuống hoàng tục, nhưng lễ phép vẫn là rất tốt. Cơm no rượu say, liễu đội trưởng cùng mấy nhóm trưởng còn lại đều tự rời đi, cũng chỉ còn lại có phủ binh của kha Ngũ Hôm nay lão tía vô cùng cao hứng, mặt đầy hồng quang, vết sẹo xẹt qua mắt trái trên mặt cũng hiện ra tử quang. Ta dự định ngày mai sẽ mời hương lão lý chính thôn chính, còn có sa kỳ phủ tướng quân, giáo úy cùng với các lữ soái, đội hạng nhất đến nhà ăn cơm. Ngày mai mọi người chứng kiến, ta chính thức thu tam lang làm con. Cha không có con trai nhận một đứa con trai, đây chính là làm con ruột. Đây là chuyện vô cùng trọng yếu, bởi vì lão tí nơi này không có thân thích dòng họ, như vậy hương thân đồng bào chính là chứng kiến. Làm tiệc rượu, vừa lúc mời Lý Chính hỗ trợ đưa Tam Lan xuống hộ tịch. Hộ tịch thân phận là phi thường trọng yếu, không có hộ tịch thân phận, đó chính là hát hộ, gặp phải quan phủ kiểm tra, làm không tốt sẽ bị bắt lại. Mà có hộ khẩu, là có thể phân ruộng, đồng thời cũng có nghĩa là phải gánh vác thuê lao dịch đối với quốc gia, nhất là đối với nam đinh trên 21 tuổi đã thành đinh mà nói. Triều đình 3 năm một lần kiểm tra hộ khẩu, bình thường các lý chính thôn đang phụ trách quản lý địa phương kiểm tra trò rỉ. Triều đình xử trí rất nghiêm khắc đối với những người giấu hộ khẩu, nhất là đối với nam tử thành đinh, nếu như cố ý giấu giếm không báo, như vậy tra được ngay cả những quan lại này cũng phải phạt hình phạt, cao nhất còn phải đồ một năm. Chờ làm xong hộ tịch, liền nhờ người nói chuyện hôn sự cho Tam Lan. Lão tía mặt mày hồng hào nói, lần này tiền thưởng khá dày, vừa vặn nói với Tam Lan thân thiết. Lão cha lĩnh ban thưởng có thể tương đương hơn 2.000 cân ngô, ở thời điểm giá lương thực cực đắt, khoản ban thưởng này quả thật rất phong phú. Bất quá trưa nay mời khách, lão tía cũng ra chút máu, mọi người ăn mấy ngàn tiền. Cũng may quán mì là của thất nương, nếu như chỉ tính tiền vốn, ngược lại tiết kiệm được không ít bất quá trương siêu cũng không vội muốn nói kết hôn hiện giờ trong tay có số tiền lương này hẳn là trước tiên tu sửa hai lỗ hầm mới một lỗ lão cha ở về sau cưới thất nương vào cửa hai người cùng ở còn lại hai gian một gian tự mình ở một gian khác cho liên nương cùng lan nương hai cô nương ở trương siêu thậm chí trong lòng có một dự định sơ bộ có thể sửa sang lại quán mì nhỏ này một chút nơi này dựa vào quân doanh vị trí kỳ thật cũng không tệ lắm nếu như có thể thôi trần ra tân, làm một ít đa dạng, như vậy hẳn là vẫn có thể kiếm tiền. Trương Siêu không phải loại người chỉ một lòng nhìn chầm chầm vào đất đai muốn sản xuất, đất đai tất nhiên là căn bản, nhưng mở cửa hàng mới kiếm được nhiều tiền hơn. Vừa tới đại đường, Trương Siêu nhất thời cũng không có cái gì chỉ hướng rộng lớn các loại, hắn trước mắt cũng chỉ nghĩ như thế nào để cho mình quá thoải mái một ít, để cho lão tía cũng quá thoải mái một ít. Sữa hầm mới, đặt giường sưởi, xây bếp lò kiểu mới mở quán mì hơi mang theo tơ rượu ý trương siêu hướng lão tía cùng thất nương bọn họ miêu tả lên tương lai của mình tính toán càng nói càng hưng phấn một hơi nói rất nhiều thẳng đến cuối cùng mí mắt lại không nhấc lên được ngủ thiếp đi trước khi ngủ trương siêu kinh ngạc vì rượu gạo này tuy lúc uống vừa chua vừa nhạt nhưng không ngờ tác dụng chậm lại rất mạnh lão tía nhìn ghé vào trên bàn ngủ trương siêu có chút ngoài ý muốn sao ta thấy tam lang không giống như ngươi nói là đi theo lão hòa thượng sống trong núi sâu nhiều năm bộ dáng không ăn khói lửa giống như một tiểu nhị vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi kha ngủ nhìn xem hô hô đại ngũ trương siêu đối với lão tía nói ra đứa nhỏ này rất tốt trương thiết thương trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nói ra những lời này số liệu bị khóa hai ngày thật hố cha mọi người hỗ trợ bỏ phiếu đề cử nhiều một chút đi hy vọng đuổi về Hết chương này. Chương 10 Ngụ lại đại đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 ở lại đại đường sau khi ăn xong, ba mẹ con Kha Thất Nương đóng cửa quán mì, giúp đỡ đám người trương gia câu mượn mấy chiếc xe lớn kéo tiền lương về thôn. Trên đường tuyết động còn chưa tan hết, trời âm u, gió bắt gào thét, nhưng mọi người lại vô cùng cao hứng, dọc theo đường đi vui cười liên tục. Năm nay có thể qua năm mới hán tử mặt đen kha ngủ nhìn tiền lương trên xe nói. Chẳng những có thể qua năm mới tốt, sang năm còn có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm đây, mặt vàng kha sơn trên mặt hồng hồng, vừa rồi cao hứng, uống thêm mấy chén rượu đục, thân hình cao lớn hắn lại tử lượng bình thường, mấy chén rượu đã có chút cao cấp. Xã cách trương gia thôn chỉ có năm dặm, rất gần. Xe lớn không có la ngựa, chỉ dựa vào sức người kéo đẩy, cũng đi thông thuận một đám phủ binh trương gia câu xuất chinh gần một năm khải hoàng, theo chế độ, nếu không phải gặp chiến sự khẩn cấp chiêu mộ, bọn họ trong vòng 10 tháng kế tiếp miễn phiên thượng túc vệ, cũng miễn đến phủ xa kỳ trực huấn luyện, có thể an tâm nghỉ ngơi hồi phục 10 tháng. Sang năm lại là năm kiểm tra phủ binh, chờ Tam Lan vào hộ tịch cũng nên tham gia. Kha ngũ hỗ trợ đẩy xe, vừa nhìn trương siêu lớn lên rất cao lớn nói. Trương siêu nhíu mày. Ta không muốn làm phủ binh phủ binh có gì không tốt, làm phủ binh có thể miễn phú dịch, còn có thể ưu tiên phân ruộng. Chờ ra chiến trường đánh giặc, lập công, còn có thể được tiền lương thưởng, kiếm được công huân. Muốn được huân quan giống như cha ngươi, còn có ruộng đất ban thưởng. Vạn nhất vận khí tốt, còn có thể thăng chức làm quan. Vừa nghe Trương Siêu nói không muốn làm phủ binh, đám hán tử trương gia câu đều nổ tung. Người đương thời đều rất nguyện ý làm phủ binh, làm phủ binh cũng không chỉ là bởi vì có thể miễn phú dịch mà là bởi vì phủ binh vẫn là rất nhiều dân chúng bình thường thoát ly thứ dân có thể tiến vào tầng lớp quan liêu cực kỳ khó có được cơ hội bằng bản lĩnh có cơ hội rất lớn kiếm được tiền lương ruộng đất vận khí tốt một chút còn có thể lấy được huân chương vận khí tốt một chút còn có thể thăng làm quan quân từ nay về sau cá chép vượt long môn cũng trở thành một thành viên của quan thứ dân bình thường của thời đại này muốn vượt qua tầng này quá khó khăn tuy rằng triều tùy lên cũng đã có khoa cử nhưng khoa cử của tùy cũng không hoàn thiện cũng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới dân chúng bình thường cơm đều ăn không đủ no chớ nói chi là đọc sách cho dù đọc sách nếu trong triều không ai đề cử tiến cử cũng khó có thể khoa cử nhập sĩ làm phủ binh ra chiến trường kiếm công huân đây mới là cơ hội của đám thứ dân trương siêu cười cười hắn không có nhiều giả tâm như vậy cũng không muốn làm quan thời đại này tỷ lệ tử vong trong quân ngũ đánh giặc vẫn rất cao. Không muốn làm cũng không có gì. Lão tí đi ở bên cạnh trương siêu, ngược lại không có biểu tình gì. Chọn phủ binh cũng không phải muốn đi là có thể đi, chúng ta chỉ có hai chúng ta, ta đã là phủ binh, theo quy của ngươi cũng không chọn được. Phủ binh đại đường 3 năm một chút tuyển chọn, chủ yếu là từ trong nông dân tự canh tác cùng địa chủ chọn lựa đệ tử trẻ tuổi. Lựa chọn đầu tiên là nhiều tiền, tiếp theo là lực tráng, lại chọn đinh đa. Nói cách khác, muốn làm phủ binh, tiêu chuẩn chọn lựa quan phủ là đầu tiên phải là gia đình tương đối có tiền, tiếp theo phải là nam tử trẻ tuổi lực tráng, nếu như vừa có tiền lại trẻ tuổi lực tráng thì ưu tiên chọn lựa từ trong gia đình đinh đa. Con trai độc nhất thường không được chọn. Một khi chọn trúng, đó chính là có quân danh, cả đời phục vụ, từ 21 tuổi phải phục vụ đến 60 tuổi. Dưới chế độ chọn binh phủ này người bình thường muốn làm binh phủ còn không làm được tình huống của trương siêu rõ ràng không phù hợp với điều thứ ba tuy rằng trương gia xem như có tiền có thể có tài lực tự chuẩn bị trang bị trương siêu cũng trẻ tuổi nhưng trương gia tổng cộng mới hai đinh cha còn đã là phủ binh bởi vậy dưới tình huống bình thường trương siêu không chọn được bất quá người trẻ tuổi như trương siêu chủ động không muốn làm phủ binh ở quan trung lại xem như rất ít giống như người đọc sách thời tống minh không muốn tham gia khoa cử làm cho kha ngũ bọn họ đều cảm thấy suy nghĩ của trương siêu thật kỳ quái ngũ lan đại sơn lát nữa về đến nhà các ngươi nói với cha các ngươi ngày mai nhà ta bày tiệc để cho bọn họ tới đây ăn tiệc cha đối kha ngũ cùng kha sơn hai người nói chủ động nói sang chuyện khác được rồi năm dặm đường cũng không xa mọi người đẩy xe lớn rất nhanh đến trước cửa thôn thôn đường triều đều có cửa thôn rất nhiều thôn còn có tường thôn đây cũng là từ thời Nam Bắc Triều kéo dài xuống, có chút năng lực tự vệ giống như Ô Bảo. Trước cửa thôn, một lão nhân đứng ở cửa, tất cả mọi người gọi hắn là Căn Thúc, là một người tàn tật, một chân què. Nghe nói tùy thời cũng là phủ binh, sau này chinh chiến liên tục mấy năm, không chịu nổi nỗi khổ này, liền tự mình hại mình để trốn nghĩa vụ quân sự. Hiện giờ trong thôn an bài hắn thủ cửa thôn, buổi tối làm canh, cho hắn chút tiền lương coi như là chiếu cố hắn một cái cô lão thiết thương đã trở lại tiền lương đều trang bị ba xe lớn ban thưởng rất phong phú a à? căn thúc chống cây quải trượng đứng ở cửa nhìn mọi người lôi kéo ba xe lớn tiền lương trở về cũng thật cao hứng tiến lên chào hỏi căn thúc thiết thương ca bây giờ là đội phó còn được phong huân quan vũ kỵ úy là thượng quan kha sơn cười nói a à, vậy thật sự là chúc mừng thiết thương rồi lão tía từ trên xe cầm một túi lương thực nhỏ cùng một miếng vải đưa cho căn thúc đây là một đấu ngô và ba thước vải chú căn lấy nhà đi cái này không được còn khách khí với ta cái gì lão tía đem đồ đặt vào trong lòng căn thúc ngày mai ta mở tiệc chính thức thu tam lang làm con đến lúc đó căn thúc lại đây uống hai chén căn thúc thiên ân vạn tạ nhận lấy kha thất nương ở một bên nói với trương siêu cha ngươi chính là tâm địa tốt cô nhi quả mẫu trong thôn đều phi thường chiếu cố, thường xuyên đưa lương thực đưa củi. Trương siêu mỉm cười, hạ thấp giọng nói với nàng, thất nương cũng chính là bởi vì lão phụ tâm địa thiện lương mới có thể coi trọng hắn. Nói gì vậy? Thất nương đỏ mặt, quay đầu đi sang một bên. Vào làng, ai nấy đều trở về nhà nấy. Thất nương cũng tránh ngại về nhà mẹ để mình trước. Mười hai thạch ngô, để lại một chút ở quán mì thất nương, lại cho căng thúc một đấu, còn lại 10 thạch đều vận chuyển về nhà. Lão tía cùng trương siêu đem ngàn cân ngô này đều chuyển vào nhà, hầm trú ẩn rất nhỏ, cuối cùng lương thực đều chất đến bên giường, chất lên một đống lương thực nhỏ. Nhìn đống túi ngô này, lão tía phi thường vui mừng. Thình thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, trong những năm tháng bất an, lương thực so với hoàng kim còn quý hơn. Lão tía trên danh nghĩa vốn có 30 mẫu đất, nhưng bởi vì thường xuất chinh ở bên ngoài, bởi vậy lão tía cũng không chính mình trồng trọt mà là cho trong thôn những người khác trồng trọt lão tía lại thu chút tiền thuê thuê không tính là cao là dựa theo hai thành đến thu ước định mỗi mẫu mỗi năm thu hai đấu hạt kê đây là dựa theo mẫu mỗi năm sản xuất một thạch thu con số này tương đối công chính hai thành tiền thuê thì tương đối thấp cũng là tâm thiện của cha lão tía ba mươi mẫu đất một năm thu tiền thuê có thể được sáu thạch kê bởi vì lão phụ là phủ binh là miễn thuế bởi vậy này sáu thạch kê không cần lại nộp lên triều đình toàn bộ thuộc về chính mình thì ra lão tía chỉ có một người những lương thực này là đủ rồi bất quá lão tía thường xuyên tiếp tế cô quả gặp phải niên thành không tốt còn có thể giảm bớt chút tiền thuê nhà bởi vậy cuộc sống lão tía cũng vẫn luôn sống nghèo khó lão tía nhà chúng ta quá nhỏ hiện tại trong nhà có lương thực cũng có tiền ta thấy chúng ta thừa dịp mùa đông rảnh rỗi vừa vặn mời người lại cô hai lỗ hầm lại bằng phẳng toàn bộ sân lớn một chút thuận tiện lại đào một cái giếng ở trong viện về sau sinh hoạt cũng thuận tiện trong hầm trú ẩn nho nhỏ thả xuống hơn ngàn cân lương thực thoáng cái liền tràn đầy cũng tốt nghe lời con lão tí ngược lại nghe theo lời khuyên can từ quân phủ trở về lão tí trang bị phần lớn ở lại xa kỵ phủ mũ bảo hiểm áo giáp nhiều loại để lại trong phủ khố Mang về nhà chỉ có cung cùng hoành đao, còn có thiết thương của hắn. Đây là để có thể tập luyện hàng ngày ở nhà. Hai ngày nữa ta mời bà mối tới, ngươi muốn tìm dạng nữ qua gì thì nói với bà mối, ngươi cũng 21 rồi, trong thôn tuổi này cũng có vài đứa. Hiện tại mời người làm mai, vừa vặn chờ hầm mới thắt xong, là có thể thành thân. Lão tía thật sự không nói với Trương Siêu. Cha, chuyện của con không vội, ngược lại là cha con thấy cha và thất nương cũng có ý với nhau, cũng không cần phải kéo dài, sớm một chút mời người làm mai cưới người về nhà không tốt đâu. Lão tía có chút động tâm, rồi lại không muốn cùng Trương Siêu nói chuyện này. Việc này nói sau. Nói gì nữa, lão đệ, ta thấy Tam Lan nói rất có đạo lý. Ngươi cùng thất nương một người hữu tình một người hữu ý, nguyện ý lẫn nhau đã đủ rồi. Nếu lão đệ không chê, để ta làm bà mối một thanh âm sang sản vang lên bên ngoài. Lý Chính tới rồi a, à, lão tí đứng dậy. Bên trong chính là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc một thân áo bào cổ tròn, trên đầu đội đầu gối mềm mại, dáng dấp rất hiền lành. Đây là cha của Đại Sơn, Lý Chính của Trương gia chúng ta. Bố giới thiệu với Trương Siêu. Đại Đường năm hộ một bảo, trăm hộ một dặm. Lý Chính chính là trưởng quan của một trăm hộ, ở hậu thế tương đương với một chủ nhiệm thôn ủy nhưng ở đường triều, dưới huyện là xã, khoảng năm dặm 500 hộ, nhưng cấp xã lại không có chủ tịch xã, mà là do năm lý trưởng Luân Phiên phụ trách việc chủ một xã. Bởi vậy lý chính này, kỳ thật cũng tương đương với một người đứng đầu xã ở hậu thế. Phụ thân Kha Sơn Kha Nhân chính là một trong năm lý chính xã Bạch Lộc huyện Ninh Dân, mà tháng này cũng vừa vặn đến phiên Kha Nhân chủ trì sự vụ xã Bạch Lộc, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong nha môn huyện Ninh Dân nghe sai làm việc năm dặm đang thay phiên chủ trì hương sự, mỗi người luân phiên một tháng, đến phiên thì đến huyện nha nghe sai làm việc, hiệp trợ huyện nha các ti xử lý các loại sự tình liên quan đến bạch lộc hương, tỉ như thu thuế thu lương, thẩm tra xử lý tố tụng, bắt trộm bắt trộm. Trong những thứ này chính còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, chính là phụ trách thu sở bộ thủ thực. Tây thật, chính là hồ sơ cơ sở do hồ tịch biên soạn. Chức trách chủ yếu của Lý Chính chính là so sánh hộ khẩu, khóa học trồng nông tang, kiểm soát không trái, thúc đẩy phú dịch. Quản lý hộ tịch thời đường vô cùng nghiêm ngặt, các chính khách thôn lý chính quản lý hộ khẩu khu vực quản lý rất nghiêm ngặt, hộ tịch 3 năm một lần, mà hồ sơ thực tế của xã lý chính lại được cập nhật trong thời gian thực. Nhà nào sinh con, nhà nào lão nhân qua đời, nơi nào dời tới người ngoại, thậm chí nhà nào mua nô bộc, những thứ này đều sẽ lập tức đăng ký báo cáo. Nếu là công việc này của bọn họ không làm tốt có ghi chép sót, bị cấp trên phát hiện, thì từ huyện nha có liên quan đến lý chính thôn chính cùng với đương sự, đều phải chịu đòn, nghiêm trọng còn phải học một tới ba năm. Tù cũng chính là cưỡng chế lao động. Khai nhân đã nghe nói trương lão cha trên đường dẫn theo một hòa thượng hoàng tục trở về thôn, còn muốn thu làm nhi tử kế tự, bởi vậy hôm nay hắn sớm trở về thôn, chủ yếu là đến kiểm tra và đăng ký. Lý chính đến, rất nhanh thôn chính cũng tới thôn chính trương gia câu cũng họ kha tên kha an là cha của người đàn ông mặt đen kha ngũ kha an làm thôn chính của trương gia câu là cấp dưới của lý chính kha nhân phụ trách chủ yếu chính là trợ giúp lý chính kha nhân cũng quản lý trị an thôn trương gia câu hòa giải tranh chấp hỗ trợ trưng thu thuế phú sau khi lý chính kha nhân và thôn chính kha an tới theo thông lệ hỏi thăm lai lịch của trương siêu một phen Trương siêu đem lời hắn vốn ở trong núi đi theo lão hòa thượng tu hành nói lại một lần, vốn còn tưởng rằng khai nhân bọn họ sẽ có rất nhiều kiểm tra, kết quả chỉ là sau khi hỏi mấy vấn đề, coi như xong việc. Được rồi, chờ báo lên huyện nha, mấy ngày nữa hộ tịch của ngươi sẽ xuống. Quá trình thuận lợi đều làm cho trương siêu có chút ngoại ý muốn. Được rồi, Tam Lan cũng đã đăng ký xong, hiện tại chúng ta vẫn là tới nói chuyện tốt của thiết thương lão đệ cùng thất nương khai nhân vuốt chòm râu hoa trăm cười nói. Lão tí cư nhiên mặt già ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, trương siêu nhìn trong lòng vui vẻ. Tuần sau bắt đầu mỗi tuần hai canh, cầu phiếu đề cử. Hết chương này.